chương 1470, tiểu mạch gen, 8. Edit, Sahara, tại sao? Bọn họ nói sư phụ có lỗi, còn bắt người tạ lỗi. Sư phụ con sao có thể sai được chứ? Có sai thì cũng là đám người bọn họ sai. Lâm Nhược Bạch tức giận nói. Vừa nghĩ đến đám người kia ức hiếp sư phụ, tâm tình Lâm Nhược Bạch liền rất khó chịu, ngay cả việc tô tuấn. Đối xử với nàng rất tốt suốt một năm dòng cũng bị nàng vứt ra sau đầu. Không có cái gì quan trọng hơn so với sư phụ. Chuyện ta muốn hỏi con đã hết rồi, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong thu lại bộ trà, xoay người đi ra ngoài lều. Bên ngoài lều, khi mấy người phó cẩm nhìn thấy Vân Lạc Phong đi ra, thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên, bởi vì trước đó không có ai trong bọn họ nhìn thấy Tiểu Bạch, bây giờ lại đột ngột xuất hiện thêm một người, kêu bọn họ làm sao mà không thắc mắc cho được. Tuy nhiên, dường như tất cả đều đã có thương lượng từ trước rồi vậy, vì thế mà không có ai hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vân Cô Nương, người và đồ đệ của người đã nói chuyện xong rồi sao? nhan khả cười hì hì bước tới hỏi vậy có phải chúng ta nên xuất phát rồi không trong lúc bất chi bất giác tiểu đội bốn người bọn họ đã đặt vân lạc phong vào vị trí chủ vị ngay cả khi nào xuất phát cũng dò hỏi ý kiến của vân lạc phong bất chi bất giác không hay không biết đi thôi vân lạc phong nhìn đỉnh núi cao ngất chạm mây biểu tình dần trở nên ngưng trọng ngay lúc mọi người chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên có một đoàn người khác đi tới chặn đường bọn họ các ngươi muốn làm gì trong giọng nói Nhan Khả có chút vẫn nộ, lập tức tránh ra cho chúng ta. Tô Tuấn không thèm nhìn đến Nhan Khả dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng ngay khoảnh khắc mà ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn đến Lâm Nhược Bạch, thì lại giống như núi tuyết bị hòa tan, tràn đầy ôn nhu. "Tiểu Bạch, ta đã hứa là sẽ bảo vệ nàng, nàng vẫn nên đến chỗ của chúng ta thì tương đối an toàn hơn." Lúc đầu, hắn muốn cho Lâm Nhược Bạch và Vân Lạc Phong được ở chung với nhau mấy ngày, nhưng sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hắn vẫn cảm thấy để Lâm Nhược Bạch ở lại bên cạnh mình thì sẽ an tâm hơn lâm nhược bạch lắc lắc đầu đa tạ ngươi đã hết lòng chiếu cố ta trong một năm qua nhưng hiện tại ta đã tìm được sư phụ của mình rồi ta muốn ở cạnh sư phụ của ta không muốn đi cùng với huyền thanh môn các người nữa tô tuấn nhíu mày hắn vốn cho rằng sau khi hắn nói những lời này thì lâm nhược bạch chắc chắn sẽ chạy ngay đến bên cạnh hắn ai ngờ nàng lại từ chối nghĩ vậy tô tuấn ra vẻ không quan tâm nếu đã như vậy ta cũng cưỡng cầu sau này nếu nàng có cần gì thì có thể đến huyền thanh môn bất cứ lúc nào cửa lớn của huyền thanh môn chúng ta vĩnh viễn luôn mở rộng vì nàng lâm nhược bạch bĩu môi nếu như không có chuyện vừa rồi có lẽ là lúc này nàng sẽ thúc đẩy cho vân lạc phong đồng hành cùng đám người tô tuấn tuy nhiên bởi vì huyền thanh môn phạm lỗi cho nên nàng đã quyết định phân rõ giới tuyến với huyền thanh môn tiểu bạch tiểu mạch quét mắt nhìn tô tuấn rồi duỗi tay nắm lấy tay lâm nhược bạch chúng ta đi nhanh đi đừng lãng phí thời gian nói chuyện với đám người này tô tuấn lại nhíu mày lần nữa bắn ánh mắt sắc bén về phía tiểu mạch tên tiểu tử này chui ở đâu ra vậy? Đúng là càng nhìn càng trướng mắt, lại còn dám nắm tay tiểu bạch. Nếu không phải vì tiểu bạch, hắn đã sớm hạ lệnh loạn côn đánh chết tên tiểu tử này. Đại ca, sau khi Tô Lạc Trần nhìn thấy đám người, Vân Lạc Phong rời đi rồi, mới chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Tuấn, cẩn thận hỏi, có phải Lâm Cô Nương không tính trở về huyền thanh môn nữa phải không? Nàng sẽ trở về. Thái độ Tô Tuấn vô cùng tự tin, ta có thể cho nàng thời gian, rồi nàng sẽ trở về huyền thanh môn. Nhưng mà, đại ca, tên tiểu tử vừa rồi đứng bên cạnh lâm cô nương hình như là muốn đoạt người với huynh. Trong lòng Tô Lạc Trần thấy rất khó chịu, một tên dã tiểu tử không biết từ đâu chui ra, cũng dám đoạt người với huyền thanh môn bọn họ. Dã, hoang dã, đây là một từ mang tính nhục mạ. Ví dụ như dã hải tử, đứa bé hoang dã, đồ con hoang, dã nha đầu, nha đầu hoang dã, v, v. Tuy nhiên, nếu từ dã này được nói giữa những người có quan hệ tốt với nhau, thì nó không còn mang tính nhục mạ nữa, mà là một cách mắng yêu, nói đùa hay trêu chọc vui với nhau. Chương 1471, Tiểu Mạch Gen 9. Edit, Sahara Tô Tuấn hừ lạnh, muốn đào góc tường của ta, vậy cũng phải xem hắn có bản lĩnh này không? Đại khái là do Tiểu Bạch nhìn thấy ta chậm chạp không có hành động gì, nên mới nản lòng thoái chí, rồi tìm tên tiểu tử này đến để kích thích ta. Chỉ tiếc, ta đã nhìn thấu màn kịch của bọn họ rồi. Tô Tuấn dùng ba chữ đào góc tường này thì đã đủ chứng minh, trong lòng Tô Tuấn Lâm Nhược Bạch đã là người của hắn. Hơn nữa, hắn càng có lòng tin, Tiểu Mạch không có thực lực cạnh tranh với hắn. Sở dĩ Lâm Nhược Bạch không chịu hất tay Tiểu Mạch ra, chẳng qua là vì muốn kích thích hắn mà thôi, muốn ép hắn biểu lộ cõi lòng. Ở nơi xa, tay của Lâm Nhược Bạch bị Tiểu Mạch nắm chặt, làm cho tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn, rất là không thoải mái. Nàng muốn rút tay ra khỏi tay Tiểu Mạch, ai ngờ đối phương càng nắm chặt hơn. "Sư phụ." Hốc mắt Lâm Nhược Bạch đỏ lên tỏ ra rất đáng thương mà nhìn vân lạc phong bằng ánh mắt cầu cứu tiểu bạch vân lạc phong trầm ngâm nửa ngày hỏi có phải tên tô tuấn kia thích con không vân lạc phong hỏi một cách thẳng thừng trực tiếp dọa cho lâm nhược bạch ngây ngốc rất lâu sau lâm nhược bạch mới có thể hồi phục tinh thần sư phụ mặc kệ hắn ta có thích con hay không dù sao thì con cũng không thích loại người như hắn lý do con cũng không rõ dù sao đi bên cạnh hắn đều thấy không thoải mái nếu không phải vì muốn ra ngoài chơi thì con cũng không thường xuyên đi chung với hắn làm gì. So sánh mà nói, vẫn là tiểu mạch cho nàng cảm giác thoải mái hơn nhiều. Vân Lạc Phong sờ sờ cầm, xem ra chúng ta cần nhanh chóng tìm được linh hồn quả, giúp tiểu bạch khôi phục ký ức, bằng không với trí tuệ này của tiểu bạch, rất dễ bị người ta lừa mất. Linh hồn quả. Phó Cẩm hơi kinh ngạc, các người muốn tìm linh hồn quả. Vân Lạc Phong trượt phản ứng lại, hỏi, người biết linh hồn quả. Truyền thuyết có nói, trên đỉnh núi Ngài Sơn có linh hồn quả, nhưng mà ta chưa từng nhìn thấy qua cho nên không biết là thật hay giả mặc kệ là thật hay giả thì ta cũng phải đi xem thử cho dù chỉ có một tia hy vọng vân lạc phong liếc mắt nhìn lâm nhược bạch đơn thuần như một tờ giấy trắng đang đứng bên cạnh mình ý chí trong lòng càng thêm kiên định chỉ có tìm được linh hồn quả cuối cùng rồi nàng mới có thể yên tâm ót 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 bỗng nhiên từ phía trước truyền tới tiếng kêu của diều hâu giữa lúc mọi người cảm thấy vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ thì một thân thể to lớn bỗng dáng từ trên trời xuống một cái phịch ngay trước mắt mọi người trời ạ là thiên ưng nghe nói thiên ưng chưa bao giờ chủ động tấn công người trừ khi là có người công kích nó trước nhưng tại sao bây giờ thiên ưng lại chặn đường chúng ta nơi này ngoại trừ đám người nhan khả thì còn có người của những thế lực lớn khác hiện tại đột nhiên bị thiên ưng chặn đường nên tất cả đều bật thốt ra âm thanh nghi ngờ khó hiểu thiên ưng chặn đường chứng to ở phía trước có chứng thiên ưng không biết tô tuấn đã đuổi tới đây từ lúc nào Hắn dẫn theo đám người Huyền Thanh môn tiến lên trước, để lộ khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, "Tiểu Bạch, không phải nàng luôn muốn có một con linh thú sao? Bây giờ ta bắt con thiên ưng này về cho nàng làm sủng vật, chịu không?" Tô Lạc Trần ở phía sau cũng rất phối hợp, "Trứng của thiên ưng là vật mà Huyền Thanh môn đã để mắt đến, nếu như các ngươi không muốn trở thành kẻ địch của Huyền Thanh môn thì lập tức đi vòng đường khác đi." Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của hai huynh đệ đều lộ rõ ý đồ quyết chiếm trứng thiên ưng, cho bằng được của bọn họ nhìn ánh mắt ôn nhu của Tô Tuấn, Lâm Nhược Bạch bĩu môi, nếu như ta muốn có linh thú, sư phụ sẽ đoạt cho ta, không mượn các ngươi xen vào chuyện của người khác. Tiểu Bạch, nàng đang giận ta à? Tô Tuấn càng cười ôn hòa hơn, tuy rằng ta không biết tại sao nàng lại tức giận, nhưng ta biết cách làm cho nàng vui vẻ, cái trứng thiên ưng này xem như là lễ vật xin lỗi của ta cho nàng, được không? Chương 1472, Tiểu Mạch Gen 10. Edit, Sahara Lâm Nhược Bạch hơi cho mày, Trước kia Lâm Nhược Bạch chỉ cảm thấy tên Tô Tuấn này làm cho nàng thấy không thoải mái, lại chưa từng phát hiện thì ra hắn ta phiền đến như vậy. Tô Tuấn thấy Lâm Nhược Bạch không nói gì, còn tưởng là Lâm Nhược Bạch đã đồng ý, hắn lập tức quét mắt lại nhìn mọi người xung quanh, quát, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau cút hết cho ta. Mọi người vừa nghe Tô Tuấn quát, lập tức tản ra hai bên. Bởi vì ở đây chỉ có một con đường duy nhất thông lên đỉnh núi, cho nên mọi người không có rời đi, chỉ là bày tỏ thái độ sẽ không tranh giành với người của Huyền Thanh môn các ngươi cũng cút đi. Tô Tuấn lạnh lùng nhìn mấy người nhan khả, Vân Lạc Phong là sư phụ Lâm Nhược Bạch, hắn không dám bảo Vân Lạc Phong cút, nhưng những người khác thì không được lưu lại. Hừ. Phó Cẩm chỉ hừ lạnh chứ không rời đi một bước. Sắc mặt Tô Tuấn đột nhiên trầm xuống, vừa định hạ lệnh cho người Huyền Thanh môn đuổi bọn người Phó Cẩm đi, thì một giọng nói tà khí ngút trời đột ngột vang lên, khiến bước chân của đám người Huyền Thanh môn phải khựng lại. Ai dám bước tới một bước, Vân Dực, phế chân kẻ đó cho ta. Có lẽ hành động trước đó của Vân Dực đã làm đám người kia sợ hãi, cho nên bọn họ không dám tiến lên thêm dù chỉ là một tấc, bọn họ thật sự sợ nam nhân này sẽ phế mất chân của bọn họ. Các ngươi không muốn đi thì thôi." Tô Tuấn cũng không ép buộc nữa, hắn chuyển mắt về phía Lâm Nhược Bạch, "Tiểu Bạch, nàng chờ một chút, nhanh thôi, ta sẽ lấy được chứng linh thú tặng cho nàng." Thực lực của con thiên ưng này rất lợi hại, đã đạt tới cảnh giới Thánh Tôn trung giai, chỉ còn một bước ngắn nữa là đột phá đến Thánh Tôn cao giai. Nhưng vì muốn tạo niềm vui cho Lâm Nhược Bạch, Tô Tuấn đánh phải mạo hiểm một phen, "Các ngươi lên hết cho ta, giết Thiên Ưng, đoạt lấy trứng linh thú." Tô Tuấn cắn chặt răng, lạnh giọng hạ lệnh. Ngay lập tức, người của Huyền Thanh môn đều rút vũ khí, bắt đầu công kích về phía Thiên Ưng. Nhìn những người này xông lên tấn công Thiên Ưng, Vân Lạc Phong lại không hề có ý ngăn cản, khóe môi nàng cong lên một độ cong tà khí, đáy mắt lập lòe tia sáng, tuy lúc này con Thiên Ưng kia chỉ ở cảnh giới Thánh Tôn trung giai, nhưng nó sẽ đột phá đến cao giai nhanh thôi hơn nữa con thiên ưng kia đang mang tâm trạng bảo vệ con mình mà chiến đấu cho nên sức chiến đấu của nó sẽ tăng lên thêm một bậc hành vi này của đám người huyền thanh môn rõ ràng là tự tìm đường chết bất cứ ai trong thời khắc nguy nan hay là người thân của mình gặp phải nguy hiểm cũng đều sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại linh thú cũng thế mà đây còn là con linh thú đang ở ngưỡng cửa đột phá bọn họ lại đi chiến đấu với nó không tự tìm đường chết thì là gì ta thấy tên tô tuấn kia cũng không phải người tốt lành gì lại còn dám đánh chủ ý lên người tiểu bạch Tiểu Mạch hừ một tiếng, nên cho bọn chúng nếm thử một chút giáo huấn, để cho bọn chúng không dám dây dưa với Tiểu Bạch nữa. Kỳ thực Tiểu Mạch cũng không muốn mạng của đám người này, dù bọn chúng đánh chủ ý lên Tiểu Bạch, nhưng bọn chúng cũng từng cứu Tiểu Bạch. Nếu không phải tồn tại một điểm này, thì e là Tiểu Mạch đã sớm động thủ rồi. Thực lực của người Huyền Thanh môn hiển nhiên là người của những thế lực khác không thể sánh bằng. Chính vì vậy mà, dù phải đối mặt với sức chiến đấu mạnh mẽ do tính bảo vệ con của Thiên Ưng, thì đám người Huyền thanh môn vẫn chiếm thế thượng phong chẳng những thế dường như còn có khả năng bọn họ sắp giải quyết được thiên ưng đương nhiên đó chỉ là lúc đầu mà thôi dưới tâm trạng nôn nóng và phẫn nộ thiên ưng đã đột phá linh khí vô cùng vô tận xoay quanh cơ thể thiên ưng hai cánh thiên ưng múa may kích động tạo ra từng trận cuồng phong nó ngửa đầu kêu lớn một tiếng thật dài trong tiếng kêu của nó ngập tràn phẫn nộ đôi mắt hung tàn quay lại nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt không xong tại sao nó lại đột nhiên đột phá trong thời điểm này sắc mặt tô tuấn bỗng nhiên biến đổi trở nên trắng bệch. đại công tử, nếu là vừa rồi thì chúng ta còn nắm chắc có thể đánh bại được thiên ưng, nhưng bây giờ nó đã đột phá, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. một người trưởng lão lui về sau vài bước, sắc mặt khó coi mà nói. chương 1473 tiểu bạch trở nên đen tối. 1. editor sam sam d d l trong lòng tô tuấn thực khổ, nếu hắn sớm biết con thiên ưng này đột phá thì sẽ không thể hiện làm gì hiện giờ dù hắn cảnh cáo nhưng không có bất kỳ kẻ nào dám đến đối phó thiên ưng cùng với hắn vì vậy tô tuấn muốn từ bỏ quả trứng thiên ưng kia chỉ là khi ánh mắt hắn chuyển tới lâm nhược bạch đang đứng ở phía sau thì phát hiện thiếu nữ đang trông mong nhìn mình trong ánh mắt kia chứa ánh sáng làm tim tô tuấn đạp mạnh mẽ hắn cắn chặt răng trứng thiên ưng kia ta tuyệt đối không từ bỏ các ngươi tiếp tục lên cho ta ta cũng không tin nhiều người như vậy mà không giết được một con thiên ưng gương mặt của mấy người huyền thanh môn lộ ra vẻ cười khổ, Tô Tuấn hạ lệnh, bọn họ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể căng ra đầu vọt lên mà thôi. Lúc Tô Tuấn lại chạy lên đối diện với thiên ưng lần nữa, Lâm Nhược Bạch thu hồi ánh mắt của mình, trong hai tròng mắt linh động mang theo vẻ khinh thường. Để ngươi còn dám tới phiền ta này, cho ngươi nếm mùi đau khổ. Dù sao, ở trong cảm nhận của Lâm Nhược Bạch cũng chỉ có sư phụ của mình. Cho dù Tô Tuấn có từng ra tay cứu giúp, thì nàng vẫn sẽ không quản phần tình nghĩa ấy. Ai bảo hỗn đản kia dám bắt nạt sư phụ, ai bắt nạt sư phụ đều không phải thứ gì tốt cả. Quát quát, tiếng kêu của thiên ưng mang theo bén nhọn, cánh chim xông thẳng về phía đám nhân loại to gan đứng ở trước mặt, đáy mắt nó hung tàn, chiếc cánh như cơn lốc hung hăng đánh lên người Tô Tuấn. Trong nháy mắt, Tô Tuấn bay ngược ra ngoài, hộc máu không ngừng, gương mặt trắng bệch. Đại công tử, mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng không ai có thể đứng lại để chăm sóc cho hắn ta, chỉ có thể đau khổ ứng phó với đòn công kích như sấm của thiên ưng các ngươi còn thất thần làm gì rốt cuộc có một lão giả kiên trì không nổi nữa giống giận hét lên với đám người đang đứng xem còn không nhanh đối phó con thiên ưng kia cùng chúng ta hình như mọi người có chút do dự không biết nên ra tay hay không chỉ là cuối cùng vẫn có một người tiến lên hai bước tính toán trợ giúp huyền thanh môn một phen sau khi hắn vừa bước ra thì có một ánh mắt lạnh căm quét tới giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ chuyển đến đừng quên lời nói trước kia của huyền thanh môn nếu các ngươi muốn ra tay nói không chừng bọn họ sẽ cho rằng các ngươi vọng tưởng cướp đi chứng linh thú dù xa từ trước đến nay huyền thanh môn này không nói đạo lý bao giờ nam nhân trung niên vốn tính toán ra tay giúp đỡ vừa nghe lời này thì lập tức lui về phía sau vài bước lời thiếu nữ nói cũng không sai lỡ như huyền thanh môn cho rằng mình muốn cướp đoạt chứng linh thú vậy mình có mấy cái miệng cũng nói không rõ huống chi mạo hiểm tính mạng để đối phó thiên ưng mà không chiếm được cái gì ngẫm lại trong lòng cũng có chút không cam lòng lão nhân bên huyền thanh môn bị vân lạc phong làm tức đến điên rồi ông ta hận không thể đi lên chém nàng thành hai nửa nhưng mà bọn họ còn đang phải đánh nhau với thiên ưng không thể phân thân đi tìm vân lạc phong tính sổ nếu giết không được con thiên ưng này các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lên núi lão nhân cắn răng phẫn nộ chừng mắt nhìn về phía vân lạc phong vân lạc phong cười ta có thể chờ sau khi toàn quân các ngươi bị diệt rồi động thủ ngươi lão nhân tức đến mức cả người run rẩy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp chúng ta thực lực của nam nhân đứng sau nàng ta không? Tôi, nếu được hắn trợ giúp, nói không chừng bọn họ có thể chế phục thiên ưng kia. Một vật đổi một mạng, nếu các ngươi có vật phẩm đồng giá thì lấy ra trao đổi, ta liền ra tay cứu các ngươi. Lão nhân huyền thanh môn muốn học máu, cơ mà bọn họ thấy rõ, giữa nhiều người như vậy cũng chỉ có Vân Lạc Phong mới có thể ra tay trợ giúp. Chương 1474, tiểu bạch trở nên đen tối. 2. Editor, sam sam D.D.L.Q. những người khác đều kém bọn họ làm sao đi chế phục thiên ưng này được chứ? Ta có một cây dược liệu ngàn năm, không biết có thể đổi mấy mạng người. Những lời này, lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm đối với hành vi của Vân Lạc Phong. Một cây dược liệu ngàn năm, ngươi cho rằng có thể so sánh với với mạng người sao? Ánh mắt Vân Lạc Phong nhẹ lóe lên, nhưng mà, ta cũng không có kẻ mặc cả cùng các ngươi. Giao nhẫn không gian trong tay các ngươi ra đây, ta lập tức ra tay. Ngươi, sắc mặt lão nhân xanh mét. Những ai tới cấp bậc như bọn họ, đều chứa đựng bảo vật ở bên trong nhẫn không gian, chẳng ai tìm nơi khác để cất giữ cả. Kết quả, nữ nhân này há một ngụm muốn nuốt nhẫn không gian của bọn họ, nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ của lão giả, Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt, các ngươi có thể tự suy xét rõ ràng, nhẫn không gian so sánh với mạng người, cái nào quan trọng hơn? Vài lão giả hít sâu một hơi, dù cho trong lòng bọn họ không muốn, nhưng vẫn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, ném tới trước mặt. Vân Lạc Phong chúng ta đưa đồ cho ngươi rồi, không biết ngươi có ra tay cứu người không? Vân Lạc Phong quét mắt nói với lão giả, ta muốn niệm hóa trước. Trong tình huống bình thường, nhẫn không gian đều hình thành khế ước với người nắm giữ, để ngừa bị kẻ khác ăn cắp, trừ người nắm giữ ra thì chẳng ai có thể lấy vật phẩm bên trong ra được. Nhưng mà, điều xảy ra kế tiếp đã làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy tinh thần lực của Vân Lạc Phong đảo qua, khế ước trong nhẫn không gian lúc đầu bị nàng hủy diệt, rồi sau đó, nàng ném mấy vật phẩm không có tác dụng bao nhiêu ra khỏi nhẫn không gian, bởi vì khế ước biến mất, vài người nắm giữ đều phun ra một ngụ máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Có thể trực tiếp hủy diệt tinh thần lực của người khác, loại sức mạnh này, dữ dội khủng bố như nào, rốt cuộc huyền thanh môn bọn họ gặp quái vật gì đây? Không thể không nói, mấy lão nhân kia không hổ là trưởng lão của huyền thanh môn, vật phẩm cất giữ đều rất chân quý. Vân Lạc Phong thu nhẫn không gian lại, ánh mắt nghiêm nghị dừng ở trên người thiên ưng, quát một tiếng, dừng tay cho ta. Thiên ưng không nghĩ tới có người dám gầm lên với mình nên càng phẫn nộ, nó kích động muốn phóng về phía Vân Lạc Phong, nhưng mà, sau khi nó cảm nhận được trên người Vân Lạc Phong phát ra uy lực, thì toàn bộ cơ thể đều cứng lại, đáy mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Có phải ngươi bị ngu hay không? Lão nhân Huyền Thanh Môn nhìn thấy Vân Lạc Phong chỉ hét lớn một tiếng, không có động tác khác, ông ta phẫn nộ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giống một tiếng nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi à? Còn không nhanh bảo thị vệ của ngươi động thủ đi, bằng không, chúng ta chống đỡ không được nữa đâu. Ông ta đã hối hận hối hận vì đã xin một kẻ ngu xuẩn như thế giúp đỡ, thiên ưng cao ngạo như thế, sao có thể nghe theo hiệu lệnh của con người, thật sự là buồn cười, nhưng mà thật ra hiện tại trong lòng ông ta mắng vô cùng thoải mái, thế rồi ngay sau đó, giống như có một cái tát hung hăng đánh lên trên mặt ông, làm ông ngây ngốc trong tức khắc, bởi vì, thiên ưng ban đầu còn hùng hổ, đột nhiên thu hồi khí thế của nó, đứng im tại chỗ. Ánh mắt nó còn chứa đựng sự sợ hãi, cẩn thận nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong. Tất cả mọi người trợn tròn mắt này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, vì sao một nhân loại thật sự có thể ra lệnh cho thiên ưng? Thiên ưng không biết ý nghĩ của những người này, nó chỉ biết là, trên người kia vị thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ kia tản ra uy áp không thuộc về nhân loại. Chương 1475, Tiểu Bạch trở nên đen tối. 3. Editor, Sam Sam DDL quy loại uy áp này, chỉ có thể tồn tại trong linh thú có cảnh giới thánh quân. Đương nhiên, nó cũng không biết, luồng uy áp đó không thuộc về Vân Lạc Phong, mà là phát ra từ hỏa hỏa. cấp bậc giữa linh thú phân chia rất rõ ràng, một khi gặp được loại cao hơn mình, bọn chúng đều sẽ dừng công kích. nếu không, chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. vân lạc phong quét mắt nhìn thiên ưng, sau lại chuyển ánh mắt về phía tô tuấn, giọng nói ta lãnh vang lên, ta không đòi ngươi nhẫn không gian, là vì muốn trả lại ơn nghĩa ngươi đã từng cứu tiểu bạch. từ đây về sau, nếu huyền thanh môn còn dám trêu chọc ta, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi. lời nói của thiếu nữ làm trong lòng lâm nhược bạch đứng ở bên cạnh cảm động không ngừng tâm trí nàng không bằng trước kia nhưng không có nghĩa là nàng ngốc lúc này vân lạc phong buông tha cho tô tuấn là vì trả món nợ kia giúp nàng dù cho vân lạc phong không sợ người khác nói ra nói vào nhưng lại là một người chú trọng ân tình nếu sau huyền thanh môn còn tiếp tục tìm phiền toái thì cũng có lý do để giết hắn tô tuấn lạnh lùng nhìn vân lạc phong ta không cầu ngươi cứu ta mặc kệ ngươi nói như thế nào ân tình ngươi cứu tiểu bạch ta đã trả lại cho ngươi vân lạc phong cong cong khóe môi tầm mắt chuyển sang hướng thiên ưng mang ta đi tìm chứng thiên ưng của ngươi sắc mặt tô tuấn biến đổi hắn chống đỡ đứng lên lạnh giọng nói chứng thiên ưng lý ra thuộc sở hữu của ta ngươi muốn cướp nó là có ý gì vì chứng thiên ưng huyền thanh môn tổn thất không ít cường giả chẳng lẽ hắn chắp tay đưa tiễn như vậy sao thiên ưng là do ta chế ngự vân lạc phong cười lạnh một tiếng tô tuấn hừ hừ ngươi là lấy tiền làm việc huyền thanh môn ta cho ngươi nhiều bảo vật như vậy cũng đã chứng minh, chúng ta thuê ngươi đối phó con ưng này, chiến lợi phẩm đương nhiên là thuộc về Huyền Thanh môn. Phải không? Vân Lạc Phong nhún vai, ta chỉ đáp ứng cứu mạng của các ngươi, không đồng ý chuyện khác, nếu các ngươi muốn có được chứng thiên ưng, cũng phải nhìn thiên ưng có đồng ý hay không. Vừa nghe lời này, con ngươi sắc bén của thiên ưng bắn về phía Tô Tuấn, đáy mắt hung hăng càng sâu hơn, nhìn như lúc nào cũng có thể bay qua băm thây bọn họ thành vạn đoạn. Ngươi vô sỉ. Ba chữ này, Tô Tuấn cắn răng phun ra. Bọn họ vất vả nửa ngày lại thành ra dâng không cho người ta. Đi, mang ta đi đến chỗ con ngươi." Vân Lạc Phong không để ý đến Tô Tuấn ở phía sau, tiếp tục nói với Thiên Ưng. Thiên Ưng im lặng lúc lâu, cuối cùng vẫn xoay người, mang theo mấy người Vân Lạc Phong đi vào sâu trong rừng rậm. Bên trong khu rừng, một chiếc tổ chim ưng nằm giữa hai thân cây, ở bên trong tổ có một quả trứng thật to, rất nhiều thiên ưng vây quanh bên ngoài. Thực lực của đám chim ưng này không cường đại như con đầu tiên bọn họ gặp được, nhưng cũng đều ở cảnh giới Thánh Tôn có thể được nhiều thiên ưng bảo hộ như vậy tất nhiên quả trứng này sẽ không bình thường là trứng thiên ưng vương tiểu mạch im lặng lúc lâu đột nhiên nói thiên ưng vương ba chữ này rơi vào trong tay mọi người khiến ai nấy run rẩy trong lòng không ngừng đám người huyền thanh môn càng hối hận đến mức đen ruột đó không phải là trứng thiên ưng bình thường là trứng thiên ưng vương nếu lúc ấy bọn họ không tìm vân lạc phong hỗ trợ nói không chừng này quả trứng thiên ưng này chính là vật của bọn họ tô tuấn hận đến mức nắm chặt tay hắn quay đầu, liếc về phía hai người tiểu mạch cùng tiểu bạch đang trâu đầu ghé tai với nhau, lửa giận trong lòng càng sâu, lạnh nhạt nói, nếu chứng thiên ưng bị các ngươi đem đi, thế thì bảo vật trên núi, các ngươi cũng không có tư cách lấy nữa. Chương 1476, thu hoạch lớn 1, Editor, Sam Sam D.D.L. Quy Nhan khả phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Tuấn, tại sao? Con thiên ưng này là do vân cô nương hàng phục, vì cớ gì các ngươi không cho cô nương ấy lấy những bảo vật khác? Dựa vào, À không nên đắc tội với nhiều thế lực ở đây như vậy." Tô Tuấn cười lạnh, giữa hàng mày lộ ra ý lạnh, đảo mắt nhìn mấy người Vân Lạc Phong. "Ở đây, ngoại trừ Huyền Thanh môn, còn có rất nhiều cường giả của các thế lực khác. Tuy nói lần này những người đến đây không phải thuộc thế lực mạnh nhất, nhưng đại phần lớn đều có thực lực thánh tôn. Hơn nữa, cho dù bọn họ liên hợp lại, cũng không đánh thắng được thị vệ của Vân Lạc Phong thì sao? Chẳng lẽ à ta dám đắc tội với tất cả thế lực của Linh Châu?" Tiểu Bạch, sau khi thốt ra những lời kia, Tô Tuấn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, trên mặt chứa ý cười dịu dàng, "Nàng yên tâm, thứ thuộc về nàng, ta sẽ cho nàng như nàng mong muốn, nàng mau quay lại với đội ngũ của ta đi." "Không." Lâm Nhược Bạch chu môi, "Ta chỉ muốn đi theo sư phụ." "Tiểu Bạch, ta biết nàng đang giận ta, giận ta lúc gần lúc xa đối với nàng, ta biết trong lòng nàng có ta, nàng gần gũi với tên kia cũng chỉ vì muốn chọc tức ta mà thôi. Bây giờ nàng thành công rồi, có thể trở về được chưa?" Tô Tuấn cố gắng nói nhỏ nhẹ giọng điệu còn mang theo chút cầu xin. Thiết nghĩ hắn là đại công tử huyền thanh môn, có khi nào phải hạ thấp phong độ như vậy, nhưng vì Lâm Nhược Bạch, tất cả đều đáng giá. Lâm Nhược Bạch sửng sốt, nàng gần gũi thân mật với Tiểu Mạch vì chọc tức Tô Tuấn. Tại sao ngay cả nàng cũng không biết mình có ý này? Tiểu Bạch, trong một năm qua, sao ngươi sống chung được với tên ngốc kia vậy hả? Đáy mắt Tiểu Mạch xẹt qua tia sáng lạnh, hắn nắm chặt tay Lâm Nhược Bạch giống như là đang tuyên thệ chủ quyền, cao ngạo nhìn Tô Tuấn tô tuấn không so đo với tiểu mạch trong lòng hắn tiểu mạch chỉ là một kẻ đáng thương bị lâm nhược bạch lợi dụng mà thôi cuối cùng rồi lâm nhược bạch cũng sẽ trở về bên cạnh hắn nhưng mà lâm nhược bạch oan ức bĩu môi trước kia ta cũng đâu có biết hắn ta ngốc đến như vậy vốn dĩ tô tuấn không hề bực bội nhưng vừa nghe thấy lời này của lâm nhược bạch hắn ta liền giận tím mặt đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiểu mạch ngươi đừng dạy cho tiểu bạch những ý nghĩ không tốt tiểu bạch là nữ tử đơn thuần lương thiện nàng ấy mà còn đi theo bên cạnh ngươi sớm muộn gì cũng bị dậy hư vân dực đột nhiên giọng nói tà khí lạnh lùng của thiếu nữ vang lên một khắc sau đó một thân thể cường trắng lập tức xuất hiện ngay trước mặt nàng chỉ riêng dáng người cường trắng uy mãnh này thôi thì cũng đã đủ mang đến cảm giác áp lực cực lớn cho người khác rồi sắc mặt tô tuấn hoàn toàn thay đổi hắn có cảm giác không thể nào thở được dường như là nam nhân cường trắng kia có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của hắn cách đây mấy năm tiểu mạch đã được hứa gà cho tiểu bạch làm phu quân rồi ánh mắt lạnh lẽo của vân lạc phong nước về phía tô tuấn vì vậy nếu ngươi còn dám có ý đồ với tiểu bạch vân dực sẽ lập tức vặn gãy cổ ngươi tô tuấn bị dọa đến mức không dám nói lời nào mà vào lúc này đám trưởng lão huyền thanh môn cũng không dám tùy tiện ra mặt nói cho cùng vân dực đã mang đến cho bọn họ chấn động quá sâu càng quan trọng hơn là trên đầu bọn họ còn có một đàn thiên ưng như hổ rình mồi Bảo vật trên ngải sơn này luôn luôn dành cho người có tài, các ngươi không có bản lĩnh chiếm được thì cũng không có tư cách quản ai chiếm lấy chúng." Vân Lạc Phong cong môi cười tà khí, "Tiểu Bạch, Tiểu Mạch, nếu bọn họ muốn tranh đoạt bảo vật, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hành động đơn động. Chương 1477, thu hoạch lớn 2. Editor. Sam sam sau khi nói xong, Vân Lạc Phong đi về phía Trứng Thiên Ưng Vương. Thấy nàng đi đến, đàn Thiên Ưng tự động tránh sang hai bên chừa lối đi cho nàng. Vân Lạc Phong lấy được trứng Thiên Ưng Vương một cách dễ dàng, sau đó lại tùy tiện ném cho Lâm Nhược Bạch. Lúc này, đừng nói là những người đang có mặt, ngay cả trái tim của đàn Thiên Ưng cũng căng thẳng đến mức sắp nhảy ra ngoài, tất cả đều lo lắng nhìn chằm chằm vào cái trứng đang vẻ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không, chỉ sợ trứng sẽ bị rơi xuống. Sau khi khiến cho tất cả sợ bóng sợ gió một hồi, tiểu mạch tiếp được trứng đúng lúc rồi thả vào tay Lâm Nhược Bạch. "Sư phụ, trứng Thiên Ưng Vương này cho con ạ." À? Trong lòng Lâm Nhược Bạch thấy rất vui đôi mắt trông mong nhìn chăm chú vào vân lạc phong đúng vậy là lễ vật cho con vân lạc phong cong cong khóe môi huống chi lễ vật này có được quá dễ dàng không khác gì nhặt được cả người huyền thanh môn suýt nữa là phun máu sắc mặt xanh mét bọn họ hao hết tâm tư thương vong trầm trọng cũng không có được chứng thiên ưng vương vậy mà trong mắt nàng ta lại dễ dàng như là nhặt được nhất định là nữ nhân này muốn chọc bọn họ tức chết bỗng thân thể một con thiên ưng kéo dài ra hóa thành một nam tử thanh tuấn, xuất hiện ngay trước mặt Vân Lạc Phong. Con ưng này chính là con đã chiến đấu cùng Huyền Thanh Môn khi nãy. Ngươi muốn đi theo chúng ta? Vân Lạc Phong cảm nhận được ý chí của Thiên Ưng, thờ ơ hỏi. Nam tử tuấn tú gật đầu, ta là thị vệ bên cạnh Thiên Ưng Vương, hiện tại vương của chúng ta đã mất, ta phụng mệnh bảo vệ điện hạ, điện hạ đi đâu, ta theo đó. Ánh mắt nam tử thanh tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái trứng Thiên Ưng Vương, được Lâm Nhược Bạch ôm trong lòng, lúc này sát phạt lãnh khốc trong mắt đã biến thành dịu dàng. Trứng Thiên Ưng Vương không thuộc về ta. Vân Lạc Phong chỉ chỉ Lâm Nhược Bạch đứng phía sau, nếu ngươi muốn đi cùng thì nàng ấy chính là chủ nhân mới của ngươi. Vừa nghe thấy lời này, nam tử kia liền quỳ một gối xuống, giọng điệu kiên định, ta tên Ngân Tọa, từ nay về sau, xin lấy việc bảo vệ điện hạ và tiểu chủ nhân làm nhiệm vụ của mình. Tô Tuấn ghen tị đến đỏ mắt. Một con linh thú thánh tôn cao dài, còn có một trứng thiên ưng vương thần bí khó lường nếu hai thứ này đều thuộc về hắn thì nhất định thế lực của huyền thanh môn sẽ được tăng thêm một bậc nhưng những thứ đó đều không có cũng bởi vì vân lạc phong kia tô tuấn siết chặt nắm đấm nhìn vân lạc phong tràn ngập phẫn nộ nếu không phải do đánh không lại vân dực thì hắn nhất định băm nữ nhân đáng hận này thành ngàn mảnh chúng ta đi thôi từ đầu đến cuối vân lạc phong đều bỏ qua sự tồn tại của tô tuấn nàng quay đầu nói với đám người tiểu mạch phó cẩm ngẩn người hắn có chút trần trừ chúng ta có đi theo sau không nếu ở lại nơi này nhất định huyền thanh môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta tốt nhất là bây giờ đi theo vân cô nương nhan khả im lặng lúc lâu mới lên tiếng sau đó nàng vội vàng đuổi theo vân lạc phong mấy người còn lại nhìn thấy vân lạc phong không phản đối việc bọn họ đi theo cho nên cũng nhanh chóng đi theo ở phía sau ngải sơn có nhiều thảo dược phong phú dọc đường đi vân lạc phong phát hiện ra vô số thảo dược chân quý đáng tiếc là nàng không tìm được cây thảo dược ngàn năm nào hả Đột nhiên, ánh mắt Vân Lạc Phong chú ý đến một cây thảo dược màu xanh biếc, cây thảo dược này giống như một con rắn màu ngọc bích, toàn thân tỏa sáng, rất sống động, là bích xà thảo. Nàng nhớ mang máng, trong y học thần điển có ghi lại, nếu bích xà thảo được trồng trong không gian thần điển thì sẽ có thể tiến hóa thành linh xà thảo. Chương 1478, thu hoạch lớn 3. Editor, sam sam công dụng của linh xà thảo là giúp linh sư tăng tốc độ tu luyện, ví dụ như vốn là mất 3 tháng để tu luyện từ thánh vương sơ giai đến trung giai, bây giờ chỉ cần nửa tháng là đột phá. Chỉ là bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Nếu tinh luyện linh xà thảo, thành chất lỏng là có thể giúp linh sư phá tan lá chắn tu luyện, giúp những người không cách nào tu luyện lên cấp được có thể đột phá. Đương nhiên, trong 2 tháng chỉ có thể dùng một cây linh xà thảo, một cây có hiệu quả kéo dài nửa tháng. Sau nửa tháng mà dùng tiếp cây thứ hai ngay lập tức thì hiệu quả sẽ bị đảo ngược còn về việc tinh luyện chất lỏng bởi vì cần phải dùng rất nhiều cây mới đủ cho nên đời người chỉ có thể dùng chất lỏng linh xà thảo một lần dùng nhiều chẳng những mất tác dụng mà còn gây khó khăn cho việc đột phá sau này đây chính là một món tốt hiển nhiên tiểu mạch cũng phát hiện ra linh xà thảo trong mắt hiện lên tia sáng vân cô nương là y sư duy nhất trong nhóm bốn người tất nhiên tề thiệu cũng có hiểu biết nhiều về dược liệu hắn nhìn thấy vân lạc phong đi về phía bích xà thảo thì kinh ngạc đây là bích xà thảo Tuy rằng bích xà thảo có thể giúp linh sư tăng thêm một chút linh khí, nhưng số linh khí đó rất ít ỏi. Đối với những người có cấp bậc tu vi như chúng ta mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Ban đầu, có lẽ bọn họ còn cho rằng Vân Lạc Phong không có thực lực gì. Tuy nhiên, sau khi Vân Dực để lộ ra sức mạnh của hắn, thì không còn ai dám xem thường Vân Lạc Phong nữa. Có thể mang theo một thị vệ thực lực mạnh như vậy, làm sao bản thân nàng có thể yếu được. Có lẽ bích xà thảo này không có tác dụng gì với các ngươi, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn với ta có lẽ do tình được bích sa thảo làm cho vân lạc phong rất vui nên nàng cũng tốt bụng trả lời câu hỏi của tề thiệu trong mắt tề thiệu đầy nghi hoặc dường như là không thể hiểu được rốt cuộc thì bích sa thảo này có tác dụng gì với vân lạc phong bởi vì dọc đường vân lạc phong vừa đi vừa hái thảo dược cho nên đám người phía sau rất nhanh đã đuổi theo kịp sắc mặt nhóm người này đều khó coi đi đường lâu như vậy rồi đừng nói là bảo vật ngay cả một gốc thảo dược cũng chẳng thấy không cần nghĩ cũng biết nhất định là do vân lạc phong thu hoạch hết rồi nhưng mà bọn họ lại khiếp sợ thực lực của vân dực và thiên ưng cho nên không ai dám tìm vân lạc phong gây sự chờ mấy người vân lạc phong tiếp tục đi về phía trước đám người kia mới sôi nổi mắng nhức ở đằng sau nữ nhân này quá ác độc ngay cả một sợi lông cũng không trừa lại cho chúng ta nếu tất cả cường giả trong môn phái ta đều tới ta muốn xem thử ả à ta còn dám lớn lối nữa không nghe đám người bên cạnh mắng Tô Tuấn im lặng, bỗng nhiên khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười lạnh. Nhị đệ, đệ có nhìn thấy vừa rồi nữ nhân kia đã hái thảo dược gì không? Huynh nói là bích xà thảo. Tô Lạc Trần chớp chớp mắt hỏi lại. Đúng vậy. Tô Tuấn gật đầu, tuy rằng ta không phải là y sư, nhưng cũng từng đọc qua y thư, biết được bích xà thảo không có tác dụng gì đối với linh sư chúng ta. Nhưng nữ nhân kia lại nói bích xà thảo có tác dụng rất lớn với ả. Tô Tuấn lộ ra nụ cười châm chọc, cho nên ta dám chắc, nhất định thực lực của ả à rất thấp, có thể còn ở dưới thiên linh giả. Phụt, Tô Lạc Trần không nhịn được phun một nước bọt, "Đại ca, huynh không nói đùa với đệ chứ? Thực lực ả à ta ở dưới thiên linh giả, ngay cả tôn linh giả và thánh linh giả cũng chưa đạt tới." Chương 1479, thu hoạch lớn, 4. Editor, sam sam tại đại lục mà Vân Lạc Phong ở lúc đầu, thì thiên linh giả đã được xem như là một cường giả. Bởi vì cao thủ mạnh nhất của đại lục Long Khiếu cũng chỉ là tôn linh giả mà thôi. Nhưng mà, ở đại lục thất châu này, thiên tài hội tụ, cao thủ vô số, thiên linh giả chỉ là một sự tồn tại dưới đáy đại lục mà thôi. Ngay cả nha hoàn hay gia đình thuộc các thế lực lớn cũng không có ai là thiên linh giả. Bích xà thảo chỉ có tác dụng đối với những người dưới thiên linh giả, mặc dù cây bích xà thảo kia có niên hạn rất lâu rồi, nhưng cũng không làm nên được tác dụng gì. Tô Tuấn nhướng mày, cho nên, lát nữa bảo các trưởng lão dụ tên thị vệ kia đi khỏi, chúng ta muốn giết nữ nhân kia dễ như trở bàn tay còn về phần tại sao hắn không tự mình dụ tên thị vệ kia gã kia mạnh như vậy hắn tự mình ra tay không phải là tìm đường chết à loại chuyện sống chết này nhất định phải giao cho người khác đi làm hắn chỉ cần đối phó vân lạc phong là được đại ca tô lạc trần hưng phấn trước mắt đừng giết nữ nhân kia giao cho đệ đi đệ sẽ làm ả sống không bằng chết tô tuấn hư một tiếng sắc mặt lạnh lùng sống không bằng chết vẫn còn quá có lợi cho ả à? một kẻ dưới thiên linh giả thì chỉ là phế vật Vậy mà dám kêu gào lớn lối ở trước mặt ta. Tốt xấu gì ta cũng là Thánh Vương trung giai, loại phế vật như à mà có thể so sánh với ta sao? Đại ca, dường như Tô Lạc Trần nghĩ ra cái gì đó, tiếp tục nói, thị vệ của ả à mạnh như vậy, có thể nào à là người của thế lực lớn nào đó hay không? Sẽ không, thế lực lớn nhất Linh Châu chính là quân gia. Ta đã từng gặp qua tiểu thư quân Linh Nhi của quân gia rồi, chắc chắn không phải là ả à ta. Tô Tuấn lắc đầu. Dù gì lát nữa chúng ta cũng sẽ giết tất cả những người ở đây để diệt khẩu, lúc đó, cho dù bối cảnh của ả có mạnh đến mấy cũng không tra ra được thủ phạm. Đương nhiên, những lời vừa rồi là Tô Tuấn nói khi hắn thấy tất cả những người khác đều đang vội vàng lên đường. Nếu không, nếu rơi vào tay những thế lực kia, sợ là chưa kịp đối phó với Vân Lạc Phong thì bọn họ đã xảy ra nội loạn trước rồi. Lâm cô nương, Tô Lạc Trần hơi do dự hỏi, Tô Tuấn tràn đầy tự tin, "Tiểu Bạch yêu ta, ta tin nàng ấy sẽ không bán đứng ta." hiện giờ chẳng qua là do nàng còn đang tức giận mà thôi rồi sẽ có một ngày nàng ấy cũng phát hiện ra người mà nàng ấy yêu nhất vẫn là ta cũng chỉ có mình hắn mới xứng với tiểu bạch khi vân lạc phong đi qua ngải sơn quả thật là ngay cả một cây thảo dược bình thường cũng chưa từng để lại với nàng mà nói thảo dược bình thường vẫn có thể dùng làm thức ăn cho tộc chuột mà trước giờ nàng luôn là người không bao giờ lãng phí đồ ăn vì thế mà đám người đi theo phía sau không nhặt được một cây thảo dược nào tức khắc, bọn họ đều cất tiếng oán than vang tận trời. Đó là quả linh hồn. Vân Lạc Phong ngẩn ngơ, nàng đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh hoa màu đỏ tươi đang rung rinh trong gió. Ở giữa những cánh hoa kia là một quả trái cây trong suốt, một luồng khí thế phát ra từ nó, làm cho linh hồn người ta phải run lên. "Đợi đã." Vân Lạc Phong vừa định tiến lên, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó nên lập tức lui về sau mấy bước, nàng nhìn về phía một cái cây khô màu xanh biếc bên cạnh. Đây là cây sinh mệnh của thánh nữ tộc, nhưng đệ không biết tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Mạch hơi nhíu mày, dùng linh hồn truyền âm để nói chuyện. Cây sinh mệnh, nghe nói có thể cho ra quả sinh mệnh, sau khi ăn vào giúp người ta kéo dài tuổi thọ 100 năm. Khoa trương hơn chính là, quả sinh mệnh hoàn toàn khác với chất lỏng linh xà thảo, cho dù bây giờ ngươi dùng một quả, sau khi qua 100 năm, ngươi có thể dùng tiếp quả thứ hai mà không có bất kỳ di chứng gì. Chương 1480, thu hoạch lớn năm. Editor Sam Sam khuyết điểm duy nhất chính là, 10 năm quả sinh mệnh mới ra một quả. Nói cách khác, 100 năm chỉ có được 10 quả mà thôi, thế nên chỉ giúp được 10 người kéo dài thọ mệnh. Vân cô nương, nhan khả tiến lên hai bước, mấy ngày trước ta có nghe nói, trên núi Ngải Sơn xuất hiện thần tích, thần tích kia phát ra tia sáng màu xanh biếc, bao phủ khắp không trung. Vì vậy mà vô số cường giả mới chen chúc đến đây. Mục đích chính là để đoạt được thần tích. Nếu ta đoán không lầm thì cái cây này chính là thần tích trong lời đồn kia. Vân Lạc Phong không nói gì, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cây sinh mệnh. Không thể không nói, nàng đã động lòng. Tuổi thọ của nhân loại không giống linh thú, trung quy cũng có hạn. Nếu trong thời gian nhất định không thể đột phá thì sẽ như đèn cạn dầu. Ví dụ như lão gia tử, nhiều tuổi vậy rồi mà mới chỉ là địa linh giả, còn cách thiên linh giả rất xa. Dựa theo tuổi thọ của người bình thường thì nhiều nhất ông cũng chỉ có thể sống đến năm 80 tuổi. Mà hiện tại Gia Gia đã 70, nếu không gặp được kỳ ngộ, vậy ông cũng chỉ sống được thêm mười mấy năm nữa là cùng. Nhưng nếu có cây sinh mệnh thì sẽ khác, quả sinh mệnh có thể giúp người ta tăng thêm trăm năm tuổi thọ, chờ hết một trăm năm, lại cho lão gia tử ăn tiếp quả sinh mệnh, lúc đó, sinh mệnh của lão gia tử sẽ thành vô cùng vô tận. Thần tích đâu? Không phải nói nơi này có thần tích sao? Tại sao ở đây chỉ có mỗi một quả trái cây và một gốc cây khô héo như vậy? Mấy người của thế lực khác cũng đã chạy tới, nhưng chỉ thấy ở đây có một quả linh hồn và một cái cây khô héo mà thôi dù quả linh hồn cũng rất quý giá nhưng trong cảm nhận của bọn họ mà nói nó vẫn còn thua xa thần tích như thế làm sao bọn họ không thất vọng được chứ không thể nào rõ ràng hôm ấy ta nhìn thấy thần tích bay thẳng lên trời tại sao bây giờ không có gì cả một nam tử trẻ tuổi lộ lộ vẻ uể oải thống khổ vì muốn đoạt được thần tích mà ta đã tốn không ít thủ hạ ở ngài sơn chẳng lẽ bây giờ lại uổng công đi một chuyến cái cây khô héo này có ích lợi gì chứ đưa cho bọn họ bọn họ còn chê nó không kịp nhất định là các ngươi đột nhiên hai mắt tô tuấn đỏ bừng các ngươi đến đây nhanh hơn chúng ta một bước nhất định là các ngươi đã giấu thần tích đi rồi mau giao thần tích ra đây ta có thể tha chết cho các ngươi tô tuấn vừa nói xong tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía vân lạc phong thời khắc này trong mắt bọn họ thực lực của vân dực không còn quan trọng nữa bọn họ chỉ là một đám tham lam muốn chiếm được thần tích giao thần tích ra đây không sai chúng ta có nhiều người cùng vào ngải sơn như vậy dựa vào cái gì mà một mình ngươi lại độc chiếm hết tất cả chỗ tốt số thảo dược kia thì thôi không nói nhưng ngươi phải giao thần tích ra nếu không chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi ngươi chỉ có một mình lấy bản lĩnh gì mà đối phó được với nhiều người như vậy nếu ngươi không giao thần tích ra chúng ta cũng không bỏ qua cho người nhà của ngươi đâu mà lúc này sau khi vân lạc phong cảm nhận được cây sinh mệnh không có gì đáng ngại nàng liền đi về phía quả linh hồn dễ dàng hái nó xuống theo lý mà nói trong tình huống bình thường bên cạnh quả linh hồn phải có linh thú cường đại bảo vệ nhưng vân lạc phong không biết tại sao nàng hái linh hồn quả rồi mà chẳng có linh thú nào xuất hiện vân lạc phong làm như không nghe thấy âm thanh ồn ào của đám người kia sau khi hái linh hồn quả xuống thì liền đi đến bên cạnh lâm nhược bạch đưa cho nàng đây là quả linh hồn cuối cùng sau khi con ăn vào thì sẽ hồi phục chuyện tiếp theo cứ giao cho sư phụ xử lý con yên tâm ngủ một giấc đi lâm nhược bạch hiểu đây là do vân lạc phong không muốn để nàng nhìn thấy cảnh tượng máu tanh chương 1481, thu hoạch lớn, 6. Editor, Sam Sam vì thế, Lâm Nhược Bạch ngoan ngoãn ăn quả linh hồn. Phụt, sau khi ăn quả linh hồn, đột nhiên Lâm Nhược Bạch phun ra một ngụ máu, cả người nàng lào đảo rồi ngã vào trong ngực tiểu mạch. Tô Tuấn nhìn thấy Lâm Nhược Bạch ngã vào ngực tiểu mạch, lửa giận trong lòng càng lớn, sau đó hắn như sực nhớ ra cái gì đó, lập tức cười lạnh. Theo như ta biết, người nào ăn quả linh hồn vào đều phải ngủ rất nhiều ngày, cụ thể bao nhiêu thì cần phải dựa vào thể chất của người đó, dựa theo cơ thể của tiểu bạch không tới nửa năm thì cũng chưa tỉnh lại được đâu ánh mắt tô tuấn lóe lên hắn cười lạnh vì vậy ngươi có biết ngươi vừa phạm phải sai lầm lớn thế nào không ta không biết ta phạm phải sai lầm gì vân lạc phong nhướng mày nhìn tô tuấn cất giọng lạnh nhạt ta chỉ biết các ngươi vừa phạm phải sai lầm mà ta không thể nào tha thứ được vân dực kẻ nào đến đây ngày hôm nay ta không tha cho ai cả đám người nhăn khả cả kinh có lẽ là không ngờ được vân lạc phong lại muốn đại khai sát giới nhưng suy nghĩ một chút bọn họ lập tức hiểu rõ nữ tử này là người có thù tất báo đám người kia đã muốn giết nàng trước vậy thì sao nàng phải tha cho bọn họ người hiền bị kẻ khác bắt nạt chỉ có kẻ ác mới khiến người khác khiếp sợ thân mình vân rực chợt lóe xông tới giết đám người kia cả người hắn như một vị sát thần chỉ nhấc tay một cái đã khiến người ta mất mạng tô tuấn ra hiệu bằng mắt với tô lạc trần tô lạc trần hiểu ý thừa dịp vân dực không chú ý liền tấn công vân lạc phong nữ nhân đáng chết hôm nay lão tử phế ngươi, xem ngươi còn dám ngông cuồng nữa không? Vân cô nương, cẩn thận. Mắt thấy Tô Lạc Trần đã vọt đến trước mặt Vân Lạc Phong, đám người nhan khả vội vàng hét lớn. Tuy bọn họ biết thực lực của Vân Dực rất mạnh, nhưng lại không biết thực lực của Vân Lạc Phong thế nào, vì vậy, khi vừa nhìn thấy hành động của Tô Lạc Trần, họ lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Trong gió nhẹ, thiếu nữ chẳng thèm di chuyển một chút nào, váy trắng khẽ bay, tà khí mà nghiêm nghị. Khi Tô Lạc Trần đã lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, thiếu nữ nhướng mày, nhìn gương mặt hung ác của hắn ta. Tay nàng nhẹ nhàng nâng cao, chát, một cái tát dáng mạnh lên mặt Tô Lạc Trần. Âm thanh của cái tát này rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chẳng hề dùng chút sức lực nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cười nhạt, chỉ có mỗi đám người nhan khả là cười khổ mà thôi. Vừa rồi khoảng cách của bọn họ với Vân Lạc Phong hơi xa, không kịp lao tới giúp đỡ, mãi đến tận lúc này, bọn họ mới kịp chạy đến ngăn chặn Tô Lạc Trần. Thế nhưng, chuyện xảy ra kế tiếp đã khiến tất cả phải trợn mắt há mồm dưới cái tát không nặng không nhẹ của vân lạc phong đầu tô lạc trần giống như con quay không ngừng chuyển động trên cổ hắn ta hắn muốn mở miệng kêu cứu nhưng không có cách nào nào phát ra được âm thanh cho đến khi một tiếng rắc vang lên cổ hắn ta đứt lìa đầu lăn xuống đất máu tươi phun ra thì hắn mới được giải thoát khỏi cảm giác choáng váng cả đỉnh núi đều yên lặng yên lặng đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể nghe được âm thanh tô tuấn khiếp sợ đến mức không nói nên lời theo sau nỗi khiếp sợ dâng lên từ trong lòng là cảm giác may mắn hắn sợ hãi thực lực của vân lạc phong cảm thấy may mắn vì người xông lên không phải là hắn nếu không dưới cái tát vừa rồi sợ rằng hắn cũng không thể may mắn mà thoát khỏi nực cười chính là trước đó hắn còn cho rằng vân lạc phong chỉ là một người dưới thiên linh giả bỗng nhiên tô tuấn lại nhớ thêm cái gì đó hắn nghiến răng nghiến lợi có phải là ngươi cố ý hay không nhất định là ngươi cố ý hái bích xà thảo để cho ta thiếu cảnh giác rơi vào bẫy của ngươi. Nữ nhân ngươi sao có thể ngoan độc đến như vậy? Nếu không phải do ngươi thì cũng sẽ không có nhiều người chết đến thế. Chương 1482, thu hoạch lớn bảy. Editor, Sam Sam đúng vậy. Nếu không phải Vân Lạc Phong hái bích xà thảo để cho hắn vô tình nhìn thấy, thì hắn sẽ không kết luận thực lực của Vân Lạc Phong kém cỏi, cũng không lợi dụng mọi người liên hợp lại để đối phó Vân Lạc Phong. Cho nên, tất cả mọi việc đều là lỗi của Vân Lạc Phong. Cố ý, vân lạc phong cong môi cười một tiếng cất giọng trầm trầm ngươi đáng sao sắc mặt tô tuấn trắng bệch hai chân liên tục lui về sau mấy bước hoảng sợ nhìn chằm chằm vân lạc phong bởi vì lúc này đây hắn phát hiện bóng dáng của vân lạc phong đang dần dần biến mất không sai cả người vân lạc phong đang dần dần trở nên trong suốt bắt đầu từ trên đầu xuống dưới chân đang chậm rãi biến mất giống như là bị hòa tan vào trong không khí chủ nhân tiểu mạch biến sắc trước sự khác thường của vân lạc phong Hắn không quan tâm bản thân đang ôm Lâm Nhược Bạch, vội vàng lao nhanh về phía Vân Lạc Phong, bắt lấy tay nàng. Sau khi tiếp xúc với Vân Lạc Phong, cả người của Tiểu Mạch cũng từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất. "Vân cô nương!" Đám người Nhan Khả Xông tới, chỉ tiếc khi bọn họ lao đến chỗ Vân Lạc Phong thì nàng đã biến mất. Mất đi sự chỉ huy của Vân Lạc Phong, Vân Dực bắt đầu đánh đấm lung tung, hắn giống như một cỗ máy không có tri thức, giết người không có quy tắc. "Chạy mau!" Tô Tuấn thừa dịp Vân Dực đang đánh loạn, công kích những người khác, hắn dẫn đầu người huyền thanh môn nhanh chóng rút lui. Đây chính là hậu quả của việc vân dực không có ý thức. Một con rối không có trí thông minh, chỉ biết chiến đấu dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân, sẽ không biết tự suy nghĩ, càng không biết trong lúc này, hắn phải đi ngăn chặn người huyền thanh môn. Đương nhiên, loại con rối như vân dực có một ưu điểm, cũng giống như là con rối lo ly, mà vân lạc phong đã đưa cho ông cụ ở thôn dưới chân núi Vũ yêu, đó chính là thời điểm. Mà chủ nhân gặp nguy hiểm thì hắn sẽ dùng thân chắn nguy hiểm cho chủ nhân hoặc là sẽ chủ động tấn công. Nhưng mà do chúng không nó năng lực tư duy độc lập, uổng phí có một thân lực lượng cường đại mà lại không biết nên vận dụng thế nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhan khả ngơ ngác nhìn vị trí mà Vân Lạc Phong và Tiểu Mạch biến mất, trong ánh mắt chứa đầy vẻ mê mang, hiển nhiên là không biết nên làm gì vào lúc này. Bọn họ chỉ biến mất, chưa chắc đã chết. Phó cẩm cắn răng, chúng ta có thể đợi ở chỗ này, chắc chắn họ sẽ trở về. Nhan khả thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy. Điều đáng tiếc là đã để cho đám người Huyền Thanh môn chạy thoát, lỡ như bọn chúng tấn công gia tộc của Vân cô nương, nói không chừng sẽ liên lụy đến thân nhân của nàng ấy, dù sao những chuyện này đều bắt nguồn từ chúng ta. Nghe thấy lời này, trên mặt của bốn người đều mang theo áy náy. Nếu không có bọn họ, sợ là Vân Lạc Phong cũng không nổi lên xung đột với Huyền Thanh môn. Trong lúc mấy người Nhan Khả đang hoang mang vì việc Vân Lạc Phong biến mất thì giờ phút này hai người lại đứng trong một căn phòng. Căn phòng này rất cổ xưa, trên bàn có mấy quyển sách xung quanh còn có mấy gốc cây bằng phẳng hiển nhiên là dùng để ngồi thay ghế cuối cùng tới rồi truyền nhân của thánh nữ tộc một giọng nói xa xôi như truyền tới từ ngàn năm đột ngột lọt vào tai vân lạc phong vân lạc phong vừa quay đầu đã nhìn thấy ngay một nữ tử mặc trường sa màu xanh biếc trên đầu cài hai chiếc lá cũng màu xanh biếc đang chậm rãi đi tới dáng vẻ của nữ tử này thanh lệ xuất trần xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh làm người ta vừa nhìn đã nhớ mãi không quên nơi này là bên trong của cây sinh mệnh sao Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn nữ tử vừa xuất hiện, "Tại sao ngươi lại đưa chúng ta vào bên trong cây sinh mệnh?" Nữ tử mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Nhược Bạch đã lâm vào hôn mê. Chương 1483: Thu hoạch lớn 8. Editor: Sam sam mấy ngày qua người đến nơi này thám hiểm rất nhiều, chỉ là những kẻ đó đều không phải người mà ta chờ đợi, cho nên ta đã giết hết tất cả bọn chúng, ngay cả xương cốt cũng biến mất. Lúc này Vân Lạc Phong mới hiểu tại sao trên đường đến đây lại thấy nhiều thi thể đến như vậy nhưng lúc tới đỉnh núi thì lại không có một cái sắc nào thì ra là do thụ tiên này giờ trò quỷ linh thú của quả linh hồn cũng do ngươi giết đúng vậy nữ tử cong môi bất cứ kẻ nào dám dòng ngó đến cây sinh mệnh đều đáng chết đương nhiên ngoại trừ nàng ấy nữ tử hất cầm mang theo vẻ vênh váo ngươi và nàng ấy có quan hệ mật thiết cho nên ta mới tha mạng cho ngươi vân lạc phong hơi nheo mắt lại trong mắt dẹt qua tia sáng lạnh lùng ý ngươi là nếu không có sự tồn tại của tiểu bạch ngươi cũng sẽ giết ta đúng chỉ có thánh nữ tộc mới có thể có được cây sinh mệnh nữ tử lục y từ trên cao nhìn xuống vân lạc phong nhưng mà hiện tại truyền nhân của thánh nữ tộc còn chưa tỉnh cho nên ta phải giữ nàng ấy lại trong cây sinh mệnh ngươi là bằng hữu của nàng tất nhiên cũng phải ở lại đây nếu ta không đồng ý thì sao vân lạc phong lạnh lùng nhìn nữ tử lục y lạnh giọng hỏi con người cùng vọng nữ tử lục y hừ lạnh vung tay một cái trong ống tay áo bỗng phát ra một trận gió đánh thẳng về phía vân lạc phong ầm um, vân lạc phong đưa tay lên chắn nhưng vẫn bị sức mạnh của nữ tử lục y đánh trúng cả người bị bức lui về sau cho đến tận vách tường chủ nhân tiểu mạch biến sắc vẫn nộ nhìn nữ tử lục y ngươi chỉ là một cái cây thành tinh vậy mà cũng dám đả thương chủ nhân ta ngươi có tin ta lập tức bức sạch lá trên người ngươi không nữ tử lục y khinh miệt cong môi chỉ dựa vào ngươi nếu ta không nhìn lầm thì ngươi đã thích truyền nhân thánh nữ tộc của ta đáng tiếc Thánh nữ tộc chúng ta không cho phép nữ tử trong tộc qua lại với nam nhân bên ngoài, cả đời này ngươi đừng hòng có được nàng ấy." Vân Lạc Phong giơ tay giữ tiểu Mạch đang lửa giận ngút trời lại, đôi mắt tà khí nhìn về phía nữ tử Lục Y. "Ta sẽ không ở lại đây, đồng thời, ta cũng sẽ không giao tiểu Bạch cho ngươi." Lúc đầu, quả thật Vân Lạc Phong có động tâm với cây sinh mệnh, nhưng sau khi phát hiện bên trong cây ấy có thụ tiên, thì nàng đã tạm thời buông bỏ suy nghĩ này. Việc cấp bách hiện giờ là nàng cần phải nhanh chóng đưa tiểu Bạch và tiểu Mạch rời khỏi đây đã vào nơi này mà ngươi còn muốn đi nữ tử lục y cười trào phúng ta không giết ngươi là vì nể mặt truyền nhân của tộc ngươi đừng được một tấc lại muốn lấn một thước vân lạc phong cười lạnh nếu ngươi không cho ta đi vậy cho dù ta phải mở một con đường máu ta cũng phải thoát khỏi nơi này không ai có thể ngăn cản bước chân của nàng ha ha nữ tử lục y cười lạnh hai tiếng vậy để ta xem thực lực của ngươi như thế nào đùng thân thể của nữ tử kia chợt lóe nhanh chóng lao đến trước mặt vân lạc phong chân nàng ta nhanh như gió, đá mạnh vào bụng Vân Lạc Phong. Dù Vân Lạc Phong nhanh tay lẹ mắt đưa tay ngăn chặn, nhưng vẫn bị một cước này đá bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường lạnh băng phía sau. Thụ tiên này thật sự rất mạnh, chắc là còn trên cả hỏa hỏa. Tuy nhiên nàng ta vẫn chưa đột phá lên trên thánh quân, thực lực vẫn còn nằm trong phạm vi thánh quân. Chủ nhân, tiểu mạch gấp đến đỏ mắt, ngay cả giọng nói cũng mang theo sợ hãi. Đừng tới đây. Vân Lạc Phong chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, nâng mắt nhìn nữ tử Lục Y, thực lực của ngươi cũng chỉ có nhiêu thôi sao? Chương 1484, thu hoạch lớn 9. Editor. Sam sam nữ tử Lục Y không ngờ tới dưới sự tấn công của mình mà Vân Lạc Phong còn có thể đứng lên, trong mắt nàng ta xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngươi không giống với những người mà ta từng gặp, đáng tiếc, con người vẫn mãi là con người. Con người là sinh vật tham lam vô độ, ích kỷ, tàn nhẫn, độc ác, âm hiểm vô cùng. Quên đi. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Vân Lạc Phong, Nữ tử Lục Y bỗng phất tay một cái, giọng nói có phần thả lỏng, "Ta không cần ngươi ở lại nơi này cùng truyền nhân của tộc ta, bây giờ ngươi có thể đi. Nhưng mà ta hy vọng ngươi phân rõ giới hạn với truyền nhân của tộc ta, sau này không được gặp lại." Vân Lạc Phong đứng thẳng lưng trước mặt nữ tử Lục Y, trên mặt lộ rõ vẻ kiên định, "Là ta đưa Tiểu Bạch đến nơi này, cho nên ta nhất định phải đưa nàng ấy đi." Hừ. Nữ tử Lục Y hừ lạnh, "Ta đã cho ngươi một con đường sống mà ngươi lại không biết tốt xấu, vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi biết được kết cục của việc đắc tội ta ra sao. Soạt soạt, nữ tử lục y nâng cao tay, vô số nhanh cây từ bốn phương tám hướng vụt tới, nhắm thẳng về phía Vân Lạc Phong. Mấy nhánh cây này giống như du long, chi chuyển linh hoạt, toàn thân màu xanh biếc đầy sức sống, nhanh chóng tập kích về phía Vân Lạc Phong. Chủ nhân, cẩn thận. Tiểu Mạch cẩn thận đặt Lâm Nhược Bạch xuống đất, sau đó liều lĩnh phóng tới bên cạnh Vân Lạc Phong, hai mắt hắn ngập tràn lửa giận, ngọn lửa phẫn nộ trên người cũng bốc cháy, nhưng mà, khi hắn sắp tới được trước mặt Vân Lạc Phong, thì tất cả các nhánh cây tấn công Vân Lạc Phong, còn đang tràn đầy sức sống bỗng nhiên khô héo rũ rượi, mềm oặt rũ xuống. Nữ tử Lục Y cực kỳ hoảng sợ, nàng ta lui về sau mấy bước, con ngươi màu xanh gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Bỗng một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên, trong khoảnh khắc, một tiểu nam hài mặc áo gấm xuất hiện ngay trước mặt Vân Lạc Phong. Tiểu nam hài này trắng trẻo đáng yêu, nhưng lúc này trong đôi mắt to tròn lại ngập tràn sát khí hoàn toàn không còn chút ngây ngô trong sáng gì giống trước kia giờ phút này tiểu nam hài như một ác ma nhỏ vừa tắm trong máu khí thế trên người khiến người ta phải sợ hãi chỉ một thụ nhân nho nhỏ cũng dám bắt nạt mẫu thân ta nam hài nói gần từng chữ mỗi chữ đều mang theo sát khí đừng thấy tiểu tử này này dùng dáng vẻ của một đứa con nít ngây thơ trong sáng ở bên cạnh vân lạc phong mà lầm ngươi cũng đừng quên thân phận của nó tiểu tử này không phải loài người cũng không thuộc về linh thú, nó là một cái cây hóa hình người, quan trọng hơn là cái cây này còn tồn tại đến hơn ngàn năm rồi, chẳng qua là vì trọng thương cho nên mới bị hóa lại thành hạt giống. Một cái cây tràn đầy sát phạt, thì sao có thể ngây thơ trong sáng giống như những đứa trẻ bình thường? Nó mới thật sự là sự tồn tại nguy hiểm nhất bên cạnh Vân Lạc Phong. Dưới sự hoảng loạn, nữ tử Lục Y lại chỉ huy các nhánh cây tấn công Vân Lạc Phong lần nữa. Nhưng một giây tiếp theo, cả người nàng ta đều ngây dại các nhánh cây vốn phải tấn công vân lạc phong lại chuyển hướng quay đầu phải công về phía nàng ta bất ngờ không kịp phòng bị xiêm y của nữ tử lục y bị nhánh cây đâm rách nhánh cây bén nhọn cứ qua da thịt làm máu tươi chảy ra cũng may năng lực hồi phục của cây sinh mệnh rất mạnh cho nên sau khi bị thương miệng vết thương của nàng ta được một tầng ánh sáng màu xanh biếc bao phủ sau đó dần dần hồi phục thương thế nhưng mà lúc này nữ tử lục y đâu rảnh để ý đến vết thương Ánh mắt khiếp sợ của nàng ta dán chặt vào tiểu thụ, vẻ mặt không dám tin tưởng. "Sao? Sao lại như vậy? Chúng ta cùng là thụ nhân, sao ngươi lại có thể điều khiển cây của ta? Trừ khi, trừ khi ngươi là..." Chương 1485: Thu hoạch lớn 10. Editor, Sam Sam nữ tử lục y cắn chặt môi, không sao nói được mấy chữ cuối cùng. "Sao có thể chứ? Một sự tồn tại như thế, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Còn cam tâm tình nguyện nhận nữ tử loài người làm chủ nhân?" Nhưng ngoại trừ kẻ đó thì ai có bản lĩnh như vậy? Quỳ xuống. Tiểu Nam hài chắp tay sau lưng, quát lạnh một tiếng. Hắn như một vương giả cao cao tại thượng, liếc nhìn nữ tử Lục Y, phịch, hai chân nữ tử Lục Y không nghe theo sự khống chế của nàng ta, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Vân Lạc Phong. Trên trán nàng ta đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Mẫu thân. Sau khi tiểu thụ lạnh lùng liếc nhìn nữ tử Lục Y, hắn quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, khí thế vương giả trên người chợt biến mất khôi phục lại vẻ ngây ngô trong sáng như trước kia. Nữ nhân hư này dám ức hiếp người, con đánh à chút giận cho người được không? Vốn dĩ lúc tiểu thụ vừa nhìn thấy nữ tử lục y tấn công Vân Lạc Phong, thì đã muốn lao ra đánh nàng ta một trận, nhưng Vân Lạc Phong lại sợ các linh thú xúc động gặp phải nguy hiểm, cho nên đã cắt đứt liên hệ với không gian thần điển, khiến tiểu thụ không thể ra ngoài. Không sai, tuy rằng thực lực của tiểu thụ cường đại, nhưng không gian thần điển căn bản không nghe theo sự điều khiển của hắn một khi bị cắt đứt liên hệ thì tiểu thụ không có cách nào ra được. May mắn là trong tình huống cấp bách vừa rồi, thừa dịp Vân Lạc Phong lơi lỏng, tiểu mạch dùng thực lực của bản thân khôi phục lại liên hệ với không gian thần điển. Nhờ vậy, tiểu thụ mới có thể ra ngoài dạy dỗ nữ tử lục y kia. Nhớ đến việc này, tiểu thụ lập tức chu miệng lên, mẫu thân, hòa hòa tỷ tỷ bảo con nói với người một tiếng, tuy rằng tỷ tỷ biết người suy nghĩ cho bọn họ, nhưng mà việc tự quyết định này của người làm cho bọn họ rất tức giận tỷ ấy nói tỷ ấy đi theo người chính là muốn cùng người đồng sinh cộng tử nhưng mỗi lần có nguy hiểm thì người đều đối mặt một mình vậy còn cần bọn họ làm gì hơn nữa không phải tác dụng của linh thú là để ngăn cản nguy hiểm sao thay người sao sắc mặt vân lạc phong trầm xuống lạnh giọng nói tiểu thụ ta thừa nhận ta có làm theo ý mình không suy nghĩ đến cảm giác của các ngươi nhưng đối với ta mà nói mỗi người các ngươi đều quan trọng như nhau nếu vì bảo vệ mạng sống của mình mà phải hy sinh mạng sống của mọi người vậy ta thà tự mình chết đi. Đúng vậy, ta rất ích kỷ, không hy vọng một người nào trong số các người biến mất. Huống chi, linh thú không phải là công cụ chiến đấu, mà là bằng hữu, là người thân cả đời của ta. Nhìn bộ dáng ỉu xìu của tiểu thụ, Vân Lạc Phong đưa tay ra, xoa xoa đầu hắn. Trước đó ta cắt đứt liên hệ là do không biết ngươi có bản lĩnh lớn như thế. Ta có thể hứa với mọi người, sau này sẽ không tùy tiện cắt đứt liên hệ nữa. Nhưng ta cũng không muốn mọi người vì bảo vệ ta mà chết dường như bàn tay ấm áp của vân lạc phong làm tiểu thụ vui vẻ trở lại hắn nhảy nhót bổ nhào vào lòng vân lạc phong khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở một nụ cười tươi ngây ngô đáng yêu nếu như không được chứng kiến thủ đoạn trước đó của tiểu thụ thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ xem hắn như một đứa trẻ bình thường mẫu thân là người cho con sinh mệnh cả đời này con sẽ không rời khỏi người vân lạc phong mỉm cười đột nhiên vân lạc phong nhớ ra cái gì đó vẻ mặt cứng lại Tiểu Thụ, ngươi đi theo ta đã được hơn 4 năm rồi, nhưng từ trước đến giờ, ta vẫn chưa biết thân phận của ngươi là gì. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai hay không? Hai mắt Tiểu Thụ tràn đầy uất ức, con cũng không rõ lắm, hiện tại tuổi của con còn quá nhỏ, chỉ mới kế thừa được một phần của ký ức truyền thừa, đợi thêm mấy năm nữa, con lớn hơn rồi có lẽ sẽ có thể nhớ được tất cả mọi chuyện trước kia. Chương 1486, thu hoạch lớn 11. Editor, Hàn Ánh Nguyệt. Truyền thừa ký ức Vân Lạc Phong nhíu nhíu mày, nàng chỉ nghe nói qua chỉ có linh thú mới có được truyền thừa ký ức, còn chưa từng nghe qua thực vật cũng sẽ có truyền thừa. Nữ tử áo lục vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong và cây nhỏ một cái, nhưng sự kinh ngạc dưới đáy mắt nàng làm sao cũng không che giấu được. Là bởi vì nhiều năm qua mình không xuất thế, cho nên quan niệm của mọi người đã xảy ra biến hóa sao? Thế giới trước kia, không phải là nhân loại thích nô dịch linh thú, vì họ mà bán mạng sao? vì sao bây giờ lại biến thành linh thú là đồng bạn của nhân loại. Xem ra, quả là mình đã rất lâu không xuất hiện trong xã hội rồi. Mẫu thận, người cây này người xử trí như thế nào? Tiểu mạch rời khỏi ôm ấp của Vân Lạc Phong, chỉ vào nữ tử áo lục, hỏi. Giọng nói non nớt mười phần của tiểu tử khiến cho thân thể nữ tử áo lục run lên, đầu vùi xuống càng thấp hơn. Nếu sớm biết rằng vị đại nhân này ở bên người Vân Lạc Phong, nàng tuyệt đối sẽ không gây khó dễ với nàng ấy. Cây sinh mệnh có lịch sử đã lâu, phỏng trừng, hẳn là sẽ không thiếu quả sinh mệnh. Vân Lạc Phong xoa xoa cằm, sau khi lấy được quả sinh mệnh, nàng có thể cho lão gia tử, mấy người lão đầu diệp ra sống thêm 100 năm cũng không thành vấn đề. A, à, đúng rồi, còn có thiên nhai. Bây giờ thiên nhai lấy thức phụ là một linh thú, thân là linh thú thì có sinh mệnh lâu dài, nhưng mà thiên nhai mới chỉ ở cảnh giới tôn linh giả, tuổi thọ cũng chỉ có 120 năm, nếu như nàng không có quả sinh mệnh, có lẽ vài thập niên tiếp theo, bọn họ sẽ phải ở thiên đàng trần gian hai nơi. Ta Chỗ này của ta chỉ có hai quả sinh mệnh. Nữ tử áo lục rất cẩn thận đưa ra hai quả sinh mệnh, đưa cho Vân Lạc Phong. Hai quả. Vân Lạc Phong nhướng mày, nếu ta nhớ không lầm thì quả sinh mệnh mỗi 10 năm sẽ cho một quả mà. Nghe nói vậy, nữ tử áo lục cười khổ một tiếng, 10 năm cho ra một quả sinh mệnh, đó là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó đại lục có linh khí đầy đủ, tất nhiên ta sẽ kết được rất nhiều quả sinh mệnh, nhưng càng về sau này, đã biến thành 20 năm một quả. Nhưng mà mỗi lần ta kết ra được một quả sinh mệnh đều bị người thánh nữ tộc lấy đi đây cũng là nguyên nhân vì sao sinh mệnh của cường giả thánh nữ tộc lâu đời hơn so với các thế lực khác đáng tiếc năm đó thánh nữ tộc xuất hiện một tên phản đồ tên phản đồ đó nhân cơ hội đánh cắp cây sinh mệnh thế nhưng nàng ta lại không biết nguyên nhân mà ta có thể được giữ lại ở thánh nữ tộc đó chính là bởi vì linh khí của thánh nữ tộc đủ để cho ta sinh sống được một khi rời đi ta sẽ bị héo rũ vân lạc phong trầm ngâm hồi lâu hỏi Người đã héo đi, vậy vì sao còn có thể tiếp tục cho ra quả sinh mệnh? Nói chung thì héo rũ cũng là một quá trình, sẽ không lập tức bị héo đi, quá trình ta bị héo úa dần trải qua 40 năm, cũng là khoảng thời gian trước, trùng hợp kết ra được một quả sinh mệnh, sau đó ta triệt để bị héo tàn rồi. Vân Lạc Phong nhướng mày, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ kỳ tích như trong lời của đám người nhan khả, kỳ tích này tất nhiên là vào ngày quả sinh mệnh chín bắt đầu kết quả, kết quả lại đưa tới một đám người cho là có bảo vật khai quật. Vân Lạc Phong đi lên phía trước, cầm lấy quả sinh mệnh trong tay nữ tử áo lục, không chút khách khí bỏ vào trong không gian giới chỉ. "Tên của ngươi?" Nàng nhíu mày hỏi. Nữ tử áo lục cúi đầu, "Bích Tiêu, ta cần rất nhiều quả sinh mệnh, sau này ngươi hãy đi theo ta, có được không?" Giọng nói thiếu nữ khí phách hiên ngang lại làm cho Bích Tiêu có chút hơi sững sờ. "Ta đã tàn úa, nếu như muốn ta tiếp tục sinh sản ra quả sinh mệnh, cần rất nhiều linh khí, nếu không ta không thể kết ra quả sinh mệnh nữa." chương 1487, thu hoạch lớn 12. Bích tiêu cười khổ một tiếng, huống chi, cho dù ngươi có thể làm cho ta tỉnh lại một lần nữa thì như thế nào? 20 năm ta mới có thể sinh trưởng ra một quả, dù là ở thời kỳ đỉnh phong, cũng cần đến 10 năm. Nếu ngươi muốn ta sản sinh ra số lượng lớn, vậy thật xin lỗi, ta không làm được. Không phải bích tiêu không muốn sản sinh quả sinh mệnh, mà là nàng không thể làm được. Tiểu mạch, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Lạc Phong quay đầu nhìn tiểu mạch, hỏi. Tiểu Mạch trầm ngâm hồi lâu, người khế ước với nàng sẽ không sợ nàng phản bội. Được, quả thật Vân Lạc Phong cũng sợ Bích Tiêu phản bội, cho nên cũng giống như hoàn thành khế ước với linh thú, sau khi khế ước hoàn thành, đột nhiên Bích Tiêu phát hiện thân thể của mình chấn động, dường như có vô cùng vô tận linh khí hội tụ lại đến về phía mình. Đây, đây là có chuyện gì vậy? Bích Tiêu quá sợ hãi, khẩn trương phóng tinh thần lực của mình ra, quét qua hoàn cảnh bên ngoài cây sinh mệnh, bởi vì Bích Tiêu không thể rời khỏi cây sinh mệnh vì vậy nàng chỉ có thể sử dụng phương pháp này để thăm dò mọi chuyện phát sinh xung quanh lúc cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt bích tiêu lập tức ngây ngẩn cả người lúc đầu nàng xuất hiện ở trên đỉnh núi mà bây giờ đập vào mắt chính là một vùng mênh mông trên đó toàn là dược điền liên tiếp nhau những dược liệu trong dược điền không giống những gì nàng từng thấy mà hình như trong cả dược điền tràn ngập linh khí dồi dào càng làm cho nàng vui sướng chính là ở vùng này mức độ nồng đậm của linh khí rất cao nàng đã sống trăm ngàn năm cũng chưa từng thấy đại lục có linh khí dồi dào như vậy bao giờ thật tốt quá chỗ này giống như là sinh ra ta lần thứ hai vậy bích tiêu từ trên mặt đất đứng lên trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục tràn đầy hưng phấn ta chỉ muốn sống ở đây hai năm a à, không tối đa là một năm ta có thể sinh trưởng ra một quả sinh mệnh tiểu mạch liếc mắt nhìn bích tiêu hừ một tiếng nếu không phải ngươi có thể sản sinh ra quả sinh mệnh chỉ với lúc trước ngươi đối xử với chủ nhân của ta như vậy ta đã khiến cây nhỏ tiêu diệt ngươi rồi sắc mặt bích tiêu đỏ lên, nghĩ đến chuyện tình lúc trước, trong lòng nàng cũng đầy áy náy. Nàng vẫn luôn khinh thường con người, nếu không phải nhìn vào phân lượng của truyền nhân, cũng sẽ không để nàng đi vào bên trong cây sinh mệnh. Nhưng mà ai có thể ngờ đến, người nữ tử này lại có thể được vị đại nhân kia nguyện trung thành. Nhất là trên người nàng còn mang theo không gian cường đại như vậy. Tiểu mạch nhìn thấy khuôn mặt bích tiêu xấu hổ, ngược lại tức giận trong lòng cũng dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn không quên khoe khoang nói, không gian này với chủ nhân của ta có mối liên quan chặt chẽ, thực lực của chủ nhân ta càng mạnh thì linh khí trong không gian cũng càng thêm nồng đậm. Sau này, đừng nói là một năm, dù một tháng sinh trưởng ra một quả cũng là chuyện bình thường. Thật sự, nữ tử áo lục cực kỳ hưng phấn, nàng do dự hồi lâu, từ trong ống tay áo lấy ra một vật, đây là ta trộm được ở trong thánh nữ tộc một ngàn năm trước, và lúc đó thánh nữ tộc rất cường đại. Không giống như bây giờ, ngay cả ta cũng không bảo vệ được, cho nên ta đã trộm ở trên người một tộc nhân một vật như vậy, nếu như ngươi cần ta có thể cho ngươi. Trong tay nữ tử áo lục chính là một lọ chất lỏng màu xanh, hơi tản ra một loại ánh sáng lấp lánh, nhìn qua rực rỡ lóa mắt. Đây là Vân Lạc Phong ngẩn ra, trong lúc nhất thời, nàng lại không thể nhận ra vật nữ tử áo lục cho mình là thứ gì. Linh quang trong đầu cây nhỏ chợt lóe, dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào nói, là huyết dịch máu cự long. Chương 1488, thu hoạch lớn, 13. Editor, Hàn Ánh Nguyệt. Huyết dịch cự long có ích lợi gì huyết dịch cự long giống nhau đều có thể có tác dụng cường kiện thân thể thế nhưng đây không phải là huyết dịch cự long bình thường mà là linh long trong truyền thuyết linh long nhìn thấy những ánh mắt nghi hoặc của mọi người cây nhỏ tiếp tục nói linh long này không phải từ trứng của cự long ấp ra mà là một con rồng do tự nhiên hình thành ăn hết thịt của nó có thể ngay lập tức làm cho một người bình thường đột phá đến cảnh giới linh vương huyết dịch của nó càng chân quý hơn chính là đủ để cho người ở cảnh giới thánh tôn đột phá còn nữa cũng có tác dụng cường kiện thân thể cây nhỏ chuyện này làm sao mà ngươi biết được vân lạc phong nhìn cây nhỏ hỏi trên khuôn mặt cây nhỏ lộ ra nụ cười rực rỡ là truyền thừa ký ức của ta nói cho ta biết chẳng qua một lọ huyết dịch linh long này nhiều lắm nếu như trực tiếp uống hết vào người sẽ lập tức nổ tan xác mà chết cho nên trước tiên người hãy pha loãng nó trước rồi mới tiến hành hấp thu lập tức ánh mắt tiểu mạch sáng lên vừa rồi nó chỉ nổi khùng với bích tiêu một chút dù sao thì nữ nhân này sống nhiều năm như vậy trên người làm sao mà không có một ít bảo vật ai biết sau khi nổi khùng xong nàng lại có được vật phẩm chân quý như vậy cho dù bích xà thảo lần trước cũng có thể khiến thánh tôn đột phá nhưng mà bây giờ bích xà thảo còn chưa tiến hóa thành linh xà thảo không phải sao huống chi bích xà thảo chỉ có tác dụng tạo đột phá mà không hề gồm cường kiện thân thể huyết dịch linh long thì khác rồi chẳng những có thể đột phá lại càng có thể làm cho thân thể người sử dụng không chỉ mạnh hơn một cấp có thể nói có thể luyện thành tường đồng vách sắt Bích Tiêu, Tiểu Mạch cười tít mắt nhìn về phía Bích Tiêu, trong mắt lóe lên tia ánh sáng âm hiểm, "Ngươi xem, chủ nhân ta đột phá, chỗ tốt với ngươi cũng không ít, nếu trên người ngươi còn có đồ vật gì thì hãy lấy ra cho chủ nhân đi." Bích Tiêu cẩn thận nhìn Tiểu Mạch, tại sao nàng lại có cảm giác dáng vẻ thiếu niên này cười rộ lên, cực kỳ gian trá. "Không còn có nữa." Bích Tiêu lắc lắc đầu, đây là món cuối cùng mà ta lấy được, những cái khác cũng không có. Tiểu Mạch có chút uể oải, xem ra Bích Tiêu này quả thật rất nghèo. Nhiều năm đã qua như vậy, chỉ cầm ra được từ thánh nữ tộc một cái. Thật đáng tiếc. Bây giờ ta muốn hấp thu huyết dịch linh long này, trước tiên các ngươi lùi ra sau đi. Tay Vân Lạc Phong vừa lật đã hiện ra một cái lọ, đổ huyết dịch linh long ra vào trong lọ, lại lấy hỗn hợp thanh tuyền. Sau khi hai chất dung hòa xong, thì phát hiện màu xanh của huyết dịch cự long đã phai nhạt rất nhiều, cũng không còn thuần túy xanh như trước đó. Rồi sau đó, Vân Lạc Phong đổ bình huyết dịch vào trong miệng, dùng một chút linh lực bao lấy đưa vào trong lồng ngực. Chợt, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lực lượng chứa trong huyết dịch cự long. Huyết dịch cự long quá mức bá đạo, nàng không dám ngay lập tức đưa vào trong máu để hấp thu hết lực lượng ẩn chứa, cho nên, nàng chắc chắn phải hấp thu từng giọt một, để cho thân thể của mình có thể thừa nhận được loại lực lượng bá đạo này. Cũng chính là bởi vì sự hấp thu thong thả này, thế nên nàng ngồi xuống liền mất nửa tháng, cho đến nửa tháng sau, ầm một tiếng, một luồng gió lốc khoách tán ra từ trong phòng, để cho Vân Lạc Phong đi lên một cảnh giới mới. Thế nhưng như vậy còn chưa kết thúc, sau khi thăng cấp, xong, Vân Lạc Phong cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ di chuyển ở trong kinh mạch của nàng, đau đớn khiến toàn thân nàng căng lên. Mẫu thân, đây là huyết dịch linh long đang giúp người tái tạo lại thân thể, ánh mắt cây nhỏ vẫn cứ nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong, cho nên, người nhất định phải cố gắng chống đỡ. Chương 1489, ngày tàn của Huyền Thanh môn 1. Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, sss cho dù sức chịu đựng của Vân Lạc Phong mạnh đến đâu trong cơn đau nhức, nàng vẫn không kiềm được mà hít một hơi lạnh, cắn chặt hàm răng, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Mặc kệ cơ thể chịu bao lần thống khổ, nàng cũng phải tiếp tục chịu đựng, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, cho dù bước một chân vào địa ngục, nàng tuyệt đối không quay đầu. Lạch cạch lạch cạch, giờ khắc này, mọi người đều nghe rõ tiếng xương gãy trong cơ thể Vân Lạc Phong. Nhưng ngoại trừ lúc mới đầu nàng còn hít từng hơi lạnh thì càng về sau, không còn tiếng động nào phát ra nữa. Nàng cố hết sức chịu đựng cơn đau kịch liệt này đôi mắt màu lục của Bích Tiêu toát lên sự kinh ngạc. Át hẳn nàng ta không thể ngờ loài người lại chịu được cơn đau như vậy, ngay cả đám cường giả thuộc tộc thánh nữ cũng không có khả năng này. Mãi đến bây giờ, cảm nhận của Bích Tiêu về Vân Lạc Phong mới dần dần thay đổi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiểu Mạch nôn nóng nhìn Vân Lạc Phong. Hắn ta muốn giúp nàng nhưng lại không thể ra tay. Tiểu Mạch biết chủ nhân phải tự vượt qua ải này. Nếu hắn ta cưỡng ép dùng linh khí từ không gian thần điển, để giúp chủ nhân bớt đau đớn thì hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Năm đó, Vân Tiêu Đào tim lấy máu, được sự tương trợ của linh khí từ không gian thần điển. Bây giờ, mọi đau đớn mà Vân Lạc Phong chịu đựng chẳng khác nào đào tim lấy máu. Xương ống quyển và da thịt định hình lại, đồng nghĩa với việc nghiền nát xương cốt toàn thân. Cả hai kết hợp với nhau, ai có thể tưởng tượng được đây là nỗi thống khổ biết nhường nào. Ngay cả mấy cường giả nổi danh cũng phải ngất đi trước cơn đau kịch liệt này chỉ riêng vân lạc phong là cắn răng vượt ải cố hết sức chịu trận mồ hôi chảy đầy lưng người thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc trở nên tái nhợt cơ thể đã run lẩy bẩy nhưng nàng vẫn không phát ra tiếng nào chủ nhân nếu đau thì người cứ kêu lên sẽ dễ chịu hơn một chút tiểu mạch vô cùng đau lòng nhất là khi thấy vân lạc phong liều chết chịu đựng cõi lòng hắn ta càng đau hơn nữ nhân này vẫn luôn kiên cường như thế kiếp trước ở hoa hạ nàng vốn đã vậy bây giờ càng kiên quyết không lùi bước vân lạc phong rũ mắt nếu chút đau đớn này mà còn không chịu nổi thì nói gì tới việc bước lên đỉnh cao đại lục sóng vai chiến đấu cùng vân tiêu bích tiêu cũng nhìn không nổi nàng ta do dự một hồi người đã mượn sức mạnh linh long để đột phá cho dù bây giờ từ bỏ cũng không tổn thất gì đâu ta có một cách giúp người hết đau trong nháy mắt năm ấy người của tộc thánh nữ cũng không chịu được cơn đau này một khi đột phá họ sẽ vận dụng cách đó nhưng hậu quả là thất bại trong việc định hình cơ thể ta không sao Vân Lạc Phong cắn chặt răng, nàng dùng hết toàn lực để nói ra ba chữ kia, sau đó không còn sức nói thêm câu nào nữa. Nàng muốn trở nên hùng mạnh. Con đường duy nhất để trở nên hùng mạnh chính là gặp được thời cơ, hiện giờ đã có được cơ hội, nàng tuyệt đối không từ bỏ. Nhìn gương mặt kiên quyết của người thiếu nữ, ánh mắt Bích Tiêu toát lên sự nghi ngờ. Nàng ta không hiểu tại sao Vân Lạc Phong không chịu từ bỏ, chẳng lẽ mượn huyết dịch Linh Long để đột phá còn chưa đủ sao? Dường như Tiểu Mạch đã nhận ra sự ngờ vực của Bích Tiêu. Hắn ta quay sang liếc đối phương, nếu chủ nhân đã muốn đột phá thì không nhất định phải dùng tới huyết dịch linh long, chỉ cần đợi cỏ linh xà tiến hóa xong xuôi, nàng ấy cũng có thể trở thành thánh tôn bậc cao. Cho nên, đối với nàng ấy mà nói, tác dụng lớn nhất của huyết dịch linh long là định hình cơ thể, khiến cả người nàng ấy ngày càng trở nên cứng rắn. Chương 1490, ngày tàn của huyền thanh môn 2. Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Sở Dĩ Long tộc nổi danh khắp đại lục như vậy ngoại trừ sức mạnh cường đại gia thì độ cứng chắc của lớp da cũng khiến người ta căm tức khi còn ở cấp thấp vân lạc phong có thể vượt cấp chiến đấu nhưng hiện giờ thực lực càng ngày càng cao muốn vượt cấp chiến đấu cũng không dễ dàng vì thế nàng sẽ không từ bỏ cơ hội trước mắt nhưng mà ánh mắt bích tiêu trở nên mơ màng ngay cả các cao thủ của tộc thánh nữ cho dù ngay từ đầu họ muốn thử khả năng định hình cơ thể của huyết dịch linh long nhưng người nào cũng từ bỏ giữa chừng chẳng ai kiên trì được tới cuối cùng nàng ta có thể làm được không người khác thì ta không biết nhưng nếu là nàng ấy thì có thể tiểu mạch cũng xem như là người đi theo vân lạc phong lâu nhất hắn ta chứng kiến vân lạc phong ngày một trưởng thành năm đó ở đại học hoa hạ vân lạc phong bị người ta gọi là đồ điên bởi vì trên đời này không có chuyện nào nàng không dám làm bây giờ đến đại lục ở thế giới khác nàng cũng như thế nàng liều mạng đến vậy không phải là không sợ chết trái lại nàng vô cùng sợ hãi cái chết nhưng so với việc chết đi nàng càng sợ mình không bảo vệ được người thân kiếp trước vân lạc phong là trẻ mồ côi kiếp này nàng được sống yên ấm làm sao có thể để mặc sự ấm áp đó bỏ mình mà đi vì muốn gìn giữ sự ấm áp này nàng liều cả tính mạng để tăng thực lực cõi lòng bích tiêu gần như chấn động đôi mắt màu lục của nàng ta nhìn chăm chú vân lạc phong nàng ta không giống những kẻ mà ta biết ban đầu bích tiêu vì tiểu thụ nên mới thần phục vân lạc phong dù gì nàng ta cũng là một thụ nhân cây hóa thành người tâm cao khí ngạo sao có thể cam tâm tình nguyện trung thành với loài người cho đến khi trông thấy ý chí của vân lạc phong buộc mình phải rửa mắt mà nhìn trong lòng nàng ta mới dần dần chịu phục dù bây giờ nàng ta vẫn chưa nhận ra điều đó bích tiêu việc định hình cơ thể mất bao lâu tiểu mạch trầm ngâm một hồi rồi hỏi không rõ lắm ta chỉ biết mấy lão già bên tộc thánh nữ kiên chỉ được dăm ba bữa là chịu không nổi mất mấy ngày để thành công thì ta chưa từng nhìn thấy bích tiêu lắc đầu cặp mắt màu lục vẫn nhìn chăm chú vân lạc phong Nàng ta dứt lời, tiểu mạch cũng không nói gì nữa. Hắn ta tìm chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Vân Lạc Phong. Mới đó đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, sắc mặt Vân Lạc Phong ngày càng trở nên tái nhợt, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Cho dù như vậy, nàng vẫn tự mình chịu đựng đến hơi thở cuối cùng. Bích Tiêu nắm chặt tay, căng thẳng nhìn nàng. Nàng ta rất muốn nhìn xem, ngay cả những cường giả thuộc tộc thánh nữ còn không làm được, liệu thiếu nữ trước mặt mình có thành công. Dầm, Bất thình lình, người thiếu nữ cắm đầu ngã xuống, cơ thể va mạnh vào gốc cây kế bên. Tiểu Mạch hết hồn hết vía. Hắn ta vội vã đứng dậy, bay nhanh tới chỗ Vân Lạc Phong, lo lắng hỏi han, "Chủ nhân, người sao rồi?" Vân Lạc Phong nở nụ cười. Gương mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười tuyệt vời ấy. Bích Tiêu đã sống hơn 10 triệu năm, mãi đến bây giờ mới nhìn thấy nụ cười khiến vạn vật trong thiên hạ trở nên lu mờ. Nàng ta khó mà tưởng tượng loài người cũng có thể đẹp đến mức này. Nếu nói Vân Lạc Phong là yêu nghiệt hại nước hại dân cũng không sai. Tiểu Mạch, ngươi xem, người thiếu nữ xòe tay ra, tay nàng được bao phủ bởi một lớp vảy rồng cứng. Chắc, lớp vảy ấy từ mu bàn tay lan rộng xuống, khiến nàng giống như đang mặc giáp đúc từ vảy rồng. Chương 1491, Huyền Thanh môn tận thế, bà Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết ta thành công rồi. Đúng vậy, nàng thành công rồi. Chẳng những khiến cơ thể cứng rắn thêm một bậc mà còn được hẳn một bộ áo giáp vảy rồng, có bộ giáp này rồi, át hẳn nàng có thể đương đầu với đòn tấn công từ thượng thánh, quân mà không hề bị một chút tổn thương nào. Tiểu Mạch ngây ra như bị sét đánh không dứt. Hắn ta hoàn toàn không ngờ huyết dịch linh long còn có công hiệu này. Xem ra Vân Lạc Phong thật sự nhặt được bảo bối. Chủ nhân, chúc mừng người. Tiểu Mạch khó nén kích động, cất giọng hứng khởi. Vân Lạc Phong nhếch môi, đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể triệu hồi bộ giáp này trong thời gian khá ngắn, cao lắm là 3 phút với lại lần nào cũng phải rút hơn phân nửa linh khí của không gian thần điển quả nhiên nghe vân lạc phong nói vậy tiểu mạch mới nhận ra suýt chút nữa linh khí trong không gian bị rút sạch may mà có hoa cúc tiểu thụ nhanh chóng giúp không gian thần điển khôi phục nhưng cho dù hoa cúc tiểu thụ có mạnh mẽ hơn nữa trong chốc lát cũng chẳng thể lấp đầy linh khí trong không gian tiểu mạch hiện giờ đã qua bao lâu rồi vân lạc phong ngước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh mình chủ nhân đột phá mất một tháng định hình cơ thể mất 10 ngày, cho nên bây giờ đã qua hơn một tháng. Hơn một tháng sau, Vân Lạc Phong ngẩng đầu đứng dậy, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây rồi đi xử đám người đó. Nếu không phải do bích tiêu thì nói không chừng, đám Tô Tuấn đã sớm bị diệt cả đoàn. Về phần Vân Dực, tuy thực lực mạnh nhưng lại chẳng đủ thông minh. Nếu không có Vân Lạc Phong thì không thể nào trông chờ hắn diệt hết kẻ địch. Trên đỉnh núi, Vân Dực với ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn đứng đấy như một ngọn núi lớn, khiến người ta vô tình thấy áp lực đám người nhan khả vẫn chưa rời đi, bọn họ dựng trại đóng quân trên đỉnh núi, chờ Vân Lạc Phong trở về. Soạt, bất thình lình có luồng sáng chiếu tới. Đám người nhan khả lấy lại tinh thần mới nhận ra thiếu nữ mặc y phục trắng, bế một đứa trẻ đang đứng trước mặt bọn họ. Sao các người còn ở đây? Vân Lạc Phong ngẩn ra, cao mày hỏi. Nhan khả hơi xấu hổ, trước kia chúng ta hại người đắc tội huyền thanh môn, cho nên chúng ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi. Chờ ta. Vân Lạc Phong giãn chân mày, bây giờ ta có việc phải làm, các ngươi có thể đi rồi." Nhan Khả và đám người phó cầm nhìn nhau, thấy Vân Lạc Phong muốn đi, bọn họ vội vàng bước theo. "Sao hả?" Vân Lạc Phong ngừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại, "Các ngươi không muốn đi à?" "Ta," gương mặt Nhan Khả đỏ bừng, hắn ta ngượng ngùng đưa ra yêu cầu, "Chúng ta muốn đi theo ngươi." Vân Lạc Phong ngừng lại, "Có không gian trùng động không?" Không gian trùng động là nhịp cầu nối giữa đại lục Thất Châu và đại lục Vô Hồi, nhờ không gian này mà hai đại lục mới thông nhau. "Có." Nhan Khả không hiểu Vân Lạc Phong hỏi vậy có ý gì, hắn ta vội vã gật đầu, ta biết một chỗ có không gian trùng động, hơn nữa ta còn có chút quan hệ với gia tộc bảo vệ trùng động, Vân cô nương hỏi chuyện này để làm gì? Ở đại lục vô hồi có một thế lực do ta lập nên tên là Y Tháp, nếu các ngươi muốn theo ta thì phải gia nhập Y Tháp. Dứt lời, bóng dáng Vân Lạc Phong bỗng lóe lên rồi biến mất trước mắt bọn họ. Vân Dực cũng vội vàng đi theo, nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi này. Chương 1492, ngày tàn của huyền thanh môn 4 Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Nhan Khả, ngươi cảm thấy chúng ta nên quyết định thế nào đây? Phó Cẩm sợ sệt, tài nguyên bên Đại Lục Vô Hồi kém hẳn Đại Lục Thất Châu, nhưng được cái là yên ổn. Nhan Khả bất đắc dĩ thở dài, mấy năm nay, bốn đội chúng ta đã nếm trải bao nhiêu khổ cực. Vì sinh tồn, chúng ta buộc phải dốc sức tu luyện, nhưng những ngày qua ta đã chịu đủ rồi. Nếu Vân cô nương đã nói ra lời ấy, chúng ta ngại gì không đến Đại Lục Vô Hồi. Ta không muốn gia nhập Đại Lục Thất Châu, hơn nữa ta tin rằng bốn đội gia nhập Y Tháp tuyệt đối sẽ không hối hận trong lòng nhan khả có niềm tin đừng xem thường y tháp ở đại lục vô hồi đấy là thế lực của vân lạc phong rồi sẽ có một ngày thất châu sẽ phải nghe danh thân phận lẫn địa vị của bọn họ cũng sẽ nước lên thuyền lên được bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đến đại lục vô hồi trong hư không cách đấy không xa thiếu nữ ngừng bước và chờ đợi hình nhân nam từ phía sau hình nhân ấy tới rồi nàng lại tiếp tục đi về phía huyền thanh môn mẫu thân người muốn nhờ đám nhan khả thay người bảo vệ y tháp ư tiểu thụ chớp mắt hỏi với giọng ngọt ngào ngây thơ vân lạc phong nhếch môi cười nhạt ở đại lục thất châu thực lực của họ không tính là quá mạnh nhưng nếu tới đại lục vô hồi thì có thể đứng đầu có họ bảo vệ y tháp và diệp ra ta cũng yên tâm phát triển thế lực của mình ở nơi này vì thế nàng mới đồng ý cho đám nhan khả theo đuôi mình mẫu thân vậy bọn họ sẽ tới đại lục vô hồi chứ sẽ vân lạc phong chỉ thốt ra một chữ khuôn mặt nàng đầy sự tự tin đôi mắt đen nhánh giống như hắc rượu thạch lấp lánh huyền thanh môn trong chính điện có một nam nhân trung niên với sắc mặt nặng nề đáng sợ ông ta vỗ một phát lên bàn cất giọng lạnh nhạt nếu không phải bây giờ ta xuất quan sớm các ngươi còn định gạt ta đến khi nào con ruột của ta đang sống sờ sờ bị người ta hại chết vậy mà các ngươi không nói cho ta biết mọi người im lặng không lên tiếng đối mặt với nam nhân trung niên đang phẫn nộ bọn họ hoàn toàn không dám thốt ra một chữ phụ thân tô tuấn trầm ngâm cả buổi rồi từ từ tiến lên gã vừa gọi một tiếng đã bị chất giọng sắc bén của nam nhân trung niên cắt lời. Lạc Trần là đệ đệ của ngươi, ngươi trơ mắt nhìn đệ đệ chết mà còn dám gạt ta ư? Ta dạy các ngươi huynh đệ thủ túc tình thâm, như thế sao? Nam nhân trung niên giận đến độ run rẩy cả người, sắc mặt xanh mét. Thủ túc tình thâm, anh em thương nhau như thể tay chân ánh mắt Tô Tuấn hơi lóe lên. Gã ngẩng lên, hốc mắt không kiềm được mà đỏ hoe, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt nam nhân trung niên. Phụ thân, mọi chuyện đều do con không tốt, đệ đệ vì huyền thanh môn, vì con nên mới bị kẻ xấu hại chết. Nam nhân trung niên tức nghẹn. Ông ta kiềm chế cơn giận, cắn răng hỏi, nói mau, rốt cuộc một tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lạc Trần mất mạng ở Ngài Sơn? Phụ thân, hôm đó con và đệ đệ đưa Tiểu Bạch đến Ngài Sơn, nào ngờ lại gặp sư phụ của nàng ấy. Sư phụ của Tiểu Bạch, nam nhân trung niên hơi cao mày, sư phụ của Lâm Cô Nương liên quan gì đến cái chết của Lạc Trần? Phụ thân, sư phụ của Tiểu Bạch không phải loại người tốt gì, ả à ta đã sớm biết thân phận của Tiểu Bạch nên mới nhận nàng ấy làm đồ đệ. Cặp mắt Tô Tuấn hơi lóe lên, gã tiếp tục nói, hơn nữa, ả à ta ỷ vào việc Tiểu Bạch là đồ đệ mình, ép buộc Tiểu Bạch gả cho người bên cạnh à? Chương 1493, ngày tàn của Huyền Thanh môn năm. Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết nam nhân trung niên nghe Tô Tuấn nói thế thì càng tức tối, không có chỗ xả. Nếu người nói những lời này là Tô Lạc Trần, có lẽ ông ta sẽ bán tín bán nghi, nhưng Tô Tuấn chưa bao giờ nói dối, gã mà nói thì chắc chắn đã xảy ra chuyện như thế hiện giờ lâm cô nương đang ở đâu ông ta nghiến răng nghiến lợi nói ánh mắt tô tuấn bỗng tối sầm trong mắt gã đầy vẻ bi thương đau đớn thấy sắc mặt gã như vậy trong lòng nam nhân trung niên bỗng nảy sinh lo lắng phụ thân tiểu bạch bị nữ nhân kia khống chế không biết ả à ta dùng thủ đoạn gì mà khiến tiểu bạch lâm vào hôn mê vì cứu nàng ấy đệ đệ mới bị ả à ta giết chết sắc mặt tô tuấn vô cùng đau khổ ả à ta còn nói, nếu ả à ta đã là sư phụ của Tiểu Bạch, thì hôn sự của nàng ấy phải do ả à ta làm chủ. Cho dù người mà Tiểu Bạch thích là con, ả à ta cũng tuyệt đối không để nàng ấy được như mong muốn. Làm càn. Nam nhân trung niên đấm một phát xuống bàn, gân xanh nơi Thái Dương liên tục giật mạnh, thân phận lâm cô nương tôn quý như thế, ả à ta là hạng nào mà đòi làm chủ. Đúng là kẻ ngu xuân, tự cho mình là đúng. So với cái chết của con ruột, ông ta càng phẫn nộ hơn, khi có người dám can đảm làm chủ hôn sự của Lâm Nhược Bạch huyền thanh môn nhất định phải chiếm được lâm nhược bạch tuấn nhi con cũng biết là người bên tộc thánh nữ một mực không qua lại với nam nhân bên ngoài tất cả nữ nhân của họ đều sống cô độc suốt quãng đời còn lại thế nhưng tộc thánh nữ vẫn luôn tìm kiếm truyền nhân nếu tiểu bạch đã yêu con tộc thánh nữ cũng không thể làm chủ nàng ấy nam nhân trung niên cất tiếng thở dài vì vậy ta mới muốn hai con bồi dưỡng tình cảm trước đợi đến khi nước chảy thành sông mới báo cho tộc thánh nữ hay nhưng không ngờ tình cảm giữa hai con vừa mới phát triển thì đã bị kẻ ngu xuẩn kia ngăn cản. Nếu đã như thế, phụ thân chỉ còn cách báo cho tộc thánh nữ biết thôi. Trong mắt môn chủ Huyền Thanh môn, Lâm Nhược Bạch đã chắc chắn là con dâu ông ta, sao ông ta có thể cho phép kẻ nào tới cướp đoạt? Nhất là nữ nhân kia tự cho mình là đúng, đòi làm chủ hôn sự của Lâm Nhược Bạch. À ta đúng là không biết xem lại thân phận truyền nhân của tộc thánh nữ, đâu đến lượt à ta làm chủ? Phụ thân, người không cần lo lắng chuyện này. Nửa tháng trước, con đã vạch trần này cho tộc thánh nữ biết tin rằng bọn họ đã sớm nhận được tin tức ánh mắt tô tuấn toát lên vẻ âm hiểm hơn nữa con còn nói cho họ biết là nữ nhân kia vì muốn đệ đệ mình cưới lâm nhược bạch nên không tiếc làm nàng ấy hôn mê gặp nguy hiểm trong một sớm một chiều thật ra tô tuấn cũng không rõ rốt cuộc giữa vân lạc phong và tiểu mạch có quan hệ gì nhưng gã không ngại bịa đặt thân phận giả tạo chỉ cần khiến người bên tộc thánh nữ tin là đủ được lắm nam nhân trung niên nghiến răng nghiến lợi cứ giao chuyện này cho tộc thánh nữ quản ta không tin bọn chúng dám đối địch với tộc thánh nữ. Nghĩ vậy, ông ta lại nhìn về phía Tô Tuấn và hỏi, nếu tộc thánh nữ cứu lâm cô nương, con có tự tin khiến nàng ấy đề cập tới hôn sự không? Chuyện này, Tô Tuấn trần trừ. Nếu như là lúc đầu, chắc chắn gã sẽ vô cùng tự tin, cho rằng Lâm Nhược Bạch không thể không có mình. Nhưng ngẫm lại khi ở trên ngải sơn, Lâm Nhược Bạch tỏ thái độ lạnh nhạt đã khiến lòng gã nhảy dựng. Sao hả? Các con đã ở bên nhau một năm dòng, con vẫn chưa thể khiến trái tim thiếu nữ của nàng ấy chấp nhận à? Ta nhớ trước đó con từng nói Lâm Nhược Bạch yêu con. Sắc mặt nam nhân trung niên hơi nặng nề, ông ta lạnh giọng hỏi. Tô Tuấn cắn răng, cương quyết ngẩng đầu, con tin tưởng tiểu Bạch, nàng ấy tuyệt đối sẽ là thê tử của con. Chương 1494, ngày tàn của Huyền Thanh môn 6. Edit, nguyệt hoa dạ tuyết ha ha. Sắc mặt nam nhân trung niên vốn u ám, nghe thấy con mình nói với giọng tràn đầy niềm tin, gương mặt ông ta trở nên sáng sủa ngay tức khắc. Con có niềm tin như thế, phụ thân đã yên tâm rồi." Lúc nói lời này, khuôn mặt ông ta lại trở nên nặng nề, "Con mối thù của đệ đệ con, ta tất sẽ báo." Ông ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ cuối cùng, có thể thấy trong lòng ông ta căm hận Vân Lạc Phong. "Môn chủ, không hay rồi, có chuyện không ổn rồi." Đúng lúc này, một đệ tử thuộc Huyền Thanh môn thất tha thất thểu vọt vào, sau đó ngã rầm xuống đất, hắn ta không kịp bò dậy đã vội nói, "Có người tới cửa tàn sát, hơn nữa còn giết không ít đệ tử của Huyền Thanh môn." Cái gì? Nam nhân trung niên giận tím mặt, ông ta trưởng một phát vào tường, khiến vách tường xuất hiện một lỗ thủng ngay tức khắc. Vẻ mặt ông ta dữ tợn, ánh mắt thì phẫn nộ, lạnh giọng quát lên, kẻ nào lớn mật đến thế, dám tới quấy rối Huyền Thanh môn. Người đâu? Lập tức theo bổn môn chủ đi chém chết kẻ địch. Dứt lời, bóng dáng nam nhân trung niên lập tức hóa thành cơn lốc, nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Lúc này đây, từ cửa Huyền Thanh môn trở vào trong đã máu chảy thành sông. Vô số đệ tử ngã trong vũng máu, mở to cặp mắt, chết không nhắm mắt. Dù vậy mà vẫn có nhiều đệ tử không muốn sống vọt tới, định bụng đánh chết kẻ tập kích bất ngờ. Giữa vòng vây của bọn họ là một nam nhân cường tráng. Cơ bắp của nam nhân này có những đường cong rõ ràng, khuôn mặt hắn ta không có cảm xúc, giống như một cỗ máy giết chóc không hề có chút cảm tình nào. Xong, Tô Tuấn vừa liếc mắt, đã trông thấy nữ nhân mặc y phục màu trắng đứng bên cạnh nam nhân cường tráng. Dung mạo của nữ nhân ấy vô cùng xuất sắc y phục trắng như tuyết, tóc đen tung bay, đẹp không sao tả xiết. Nàng bế đứa bé đáng yêu tựa phấn mài ngọc khắc trong tay, dẫu đứa bé ấy còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ gian tà trên gương mặt nó. Phụ thân, chính là nữ nhân này. Chính à ta đã cướp lấy tiểu bạch và giết lạc trần. Tô Tuấn nghiến răng nghiến lợi, gần từng tiếng một. Gã vừa dứt lời, Vân Lạc Phong vốn đang quan sát trận chiến bỗng nhiên quay đầu qua, ánh mắt đầy tà khí lạnh lùng nhìn thẳng vào gã. Thật to gan, Nam nhân trung niên giận dữ gầm lên một tiếng. Ông ta phát động toàn bộ khí thế, trong nháy mắt đã lao tới Vân Lạc Phong, ánh mắt đầy sát ý, các ngươi giết con ta, hôm nay ta bắt các ngươi đền mạng. Thấy phụ thân vọt tới chỗ Vân Lạc Phong, ý cười hà hê lập tức xuất hiện nơi đáy mắt Tô Tuấn. Cho dù thị vệ của Vân Lạc Phong có mạnh hơn nữa, phụ thân nhà mình đã đạt tới cảnh giới thánh quân. Đám người đó dám đơn thương độc mã đánh tới Huyền Thanh môn thì chắc chắn phải chết. Vân Dực, tránh ra, mệnh lệnh của thiếu nữ bùng nổ bên tai vân rực hắn ta nghe theo hiệu lệnh rồi lui ra phía sau vân lạc phong để dáng người mảnh khảnh của nàng hiện ra trước đòn công kích của nam nhân trung niên chết đi nam nhân trung niên quát lớn nắm đấm uy phong mãnh liệt đã gần ngay trước mắt nàng giống như một luồng sao băng mang theo sức mạnh vô cùng vô tận trong mắt mọi người thiếu nữ mảnh mai này tuyệt đối không thể chống lại nắm đấm uy quyền của môn chủ trước sức mạnh uy thế ấy nàng nhất định phải chết ầm um, một cơn gió lốc bỗng cuộn trào quanh người thiếu nữ dưới cơn lốc ấy, bắt đầu từ hai bên mặt thiếu nữ, cả người nàng dần dần bị bao trùm trong lớp vảy rồng cứng chắc, giống như một bộ giáp chiến đấu được đúc từ vảy rồng vậy, uy phong lẫm liệt, bá đạo tận trời cao. Chương 1495, ngày tàn của Huyền Thanh môn, 7. Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Nam nhân trung niên vô cùng sửng sốt, nhưng ông ta không thu nắm tay lại được nữa. Sức mạnh hủy thiên diệt địa ấy vang dội trước ngực Vân Lạc Phong. Ầm, trong khoảnh khắc ấy dường như cơ thể ông ta đã trúng một đòn công kích nặng nề cả người ông ta bị hất mạnh ra ngoài miệng phun máu tươi sắc mặt vô cùng hoảng sợ không thể nào chuyện này không thể nào ngươi chỉ là một thánh tôn làm sao cản được đòn tấn công của ta ở đại lục thất châu thánh tôn trẻ tuổi như vậy đã được xem là kỳ tích nhưng thánh tôn vẫn chỉ là thánh tôn làm sao chống lại sức mạnh thánh quân đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra chẳng lẽ Nam nhân trung niên đưa mắt nhìn bộ giáp vảy rồng trên người Vân Lạc Phong, trong mắt ông ta hiện lên cái nhìn tham lam. Không sai, chắc chắn là do bộ giáp này. Nếu mình có thể lột nó khỏi người ả à ta, chắc chắn thực lực của mình sẽ tăng lên một bậc. Năng lực của thánh quân chỉ có bấy nhiêu thôi à? Thiếu nữ khẽ nhách đôi môi hàm chứa ý cười. Nhưng nam nhân trung niên lại cảm nhận được sự khinh miệt mỉa mai từ nụ cười ấy. Trong lòng ông ta tuôn trào từng đợt lửa giận ngay tức khắc, người giết con ta, ta nhất định phải tính với người món nợ này tất nhiên nếu ngươi đồng ý tặng áo giáp vảy rồng cho ta để chuộc lỗi nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng vân lạc phong cất tiếng cười chỉ e ngươi không còn mạng để hưởng thụ bộ giáp này ha 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 nam nhân trung niên ngửa đầu cười to điên cuồng nha đầu ắt thản ngươi không biết mình đã chọc phải kẻ địch nào nên mới dám coi trời bằng vung nói ra mấy lời như thế nếu ngươi đã biết thân phận của lâm cô nương thì ta nói cho ngươi nghe những gì ngươi làm với lâm cô nương tộc thánh nữ sẽ không bỏ qua đâu nhé những gì nàng làm với lâm nhược bạch ư Vân Lạc Phong nhướng mày, bất chợt liếc qua Tô Tuấn. Không cần phải nói, nàng cũng biết gã đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, bao gồm việc lạc mất Tiểu Bạch và cái chết của Tô Lạc Trần. Tất nhiên Tô Tuấn nhận thấy ánh mắt của nàng, nhưng gã không hề sợ hãi mà còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào, chẳng có chút hổ thẹn với những lời đã nói. "Nha đầu, ngươi ỷ mình là sư phụ của Lâm cô nương, nên cưỡng ép nàng ấy gả cho người không yêu, chẳng lẽ ngươi chưa từng cân nhắc đến hậu quả?" Tộc thánh nữ nào có cho phép ngươi đối xử với người của họ như vậy? nam nhân trung niên cất tiếng cười lạnh đầy vẻ mỉa mai hơn nữa lâm cô nương và con ta tình đầu ý hợp ngươi lại chia uyên rẽ thúy thế nào ngươi cũng không có kết cục tốt đâu nếu như là lúc trước không có lệnh của vân lạc phong thì tiểu mạch sẽ không hiện ra nhưng bây giờ hắn ta nghe được có người dám bôi nhọ nàng lại còn tuyên bố lâm nhược bạch và tô tuấn tình đầu ý hợp sau cùng hắn ta không nhịn nổi nữa nên lao ra khỏi không gian thần điển hai cha con tô tuấn thấy tiểu mạch vô cớ xuất hiện thì đột nhiên sợ hãi không biết tiểu tử này chạy ra từ chỗ nào. Lúc này đây, cặp mắt tiểu mạch đã toát lên vẻ ác độc, hung hăng lườm nguyết hai cha con Tô Tuấn. Từ lâu tiểu bạch đã nói sẽ gả cho ta, nàng ấy tình đầu ý hợp với tên khốn nạn này bao giờ. Tô Tuấn lấy lại tinh thần, nói nhỏ vào tai nam nhân trung niên, hắn chính là nam nhân muốn cướp tiểu bạch khỏi tay con, sư phụ của tiểu bạch ép nàng ấy phải gả cho hắn. Nghe vậy, nam nhân trung niên lập tức hiểu ra, cười lạnh nhìn sang tiểu mạch, ngươi nói lâm cô nương, tuyên bố muốn gả cho ngươi, không biết ngươi có thể thả nàng ấy ra, để chính miệng nàng ấy nói chăng? Tiểu mạch giận run người, ánh mắt càng toát ra vẻ hung ác. Chương 1496, ngày tàn của huyền thanh môn, 8. Edit, Nguyệt Hoa dạ tuyết tiểu mạch. Vân Lạc Phong do dự một hồi, còn một phút nữa. Hắn ta biết câu này có ý gì? Bộ giáp kia chỉ có thể duy trì trong thời gian 3 phút, hiện giờ đã qua 2 phút, chỉ còn một phút cuối cùng mà thôi. Vì vậy cho dù lửa giận bừng bừng, tiểu mạch cũng phải lùi về sau hai bước. Soạt, trong khi hai cha con tô tuấn còn đang ngẫm xem vân lạc phong có ý gì thì nàng đã lao tới trước mặt nam nhân trung niên nắm đấm phủ đầy vẩy rồng dáng một đòn vang dội vào ngực ông ta vèo chỉ trong nháy mắt cơ thể nam nhân trung niên lập tức bay ngược ra ngoài ông ta phun ra một ngụ máu rồi ngà đầu té xuống đất không còn phát ra tiếng động nào nữa tô tuấn ngây ngẩn cả người đám người huyền thanh môn há hốc mồm nỗi sợ hãi mau chóng ập đến trước ngực nam nhân trung niên bị lõm một mảng to máu tươi không ngừng chảy ra khỏi miệng cặp mắt ông ta nhìn chân chân như mắt cá chết thoạt nhìn vô cùng thê thảm cha tô tuấn gào thét khàn cả giọng gã vội vã chạy tới chỗ nam nhân trung niên đỡ thi thể ông ta rồi kêu lên đau đớn cha người tỉnh lại đi huyền thanh môn không thể không có người người đừng dọa con mà đáng tiếc bây giờ ông ta đã chết vân lạc phong cũng hơi ngẩn ra nàng nhìn nắm tay mình rồi lại nhìn nam nhân trung niên chết thê thảm ngay trước mắt nàng cũng không ngờ giáng một đòn xuống mà có thể hạ gục Thánh quân trong chớp mắt sao? Chủ nhân. Có lẽ Tiểu Mạch nhận ra sự ngờ vực trong lòng nàng, hắn ta kiên nhẫn giải thích, ông ta không phải là Thánh quân thực sự, không phải Thánh quân ư? Vân Lạc Phong kinh ngạc. Đúng vậy. Tiểu Mạch gật đầu nói, trên đời này có rất nhiều bảo vật gia tăng sức mạnh, ví dụ như cỏ linh xà, huyết dịch linh long, có thể khiến người tu luyện hoàn chỉnh bước đột phá, nhưng những thứ ấy đều gặp rồi mới biết, chẳng biết đâu mà tìm. Tiểu Mạch ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Do đó, rất nhiều người từ bỏ việc tìm kiếm, dùng vai vật phẩm có khuyết điểm để tiến hành bước đột phá, giống như môn chủ của Huyền Thanh môn vậy. Nếu ta không đoán sai, ắt hẳn ông ta đã dùng một loại quả tên là Hồng Chu, loại quả này giúp ông ta lên tới bậc Thánh quân, tuổi thọ và khí thế chẳng hề khác Thánh quân, nhưng bản chất cơ thể ông ta vẫn ở mức Thánh tôn bậc cao. Đấy cũng là lý do vì sao chủ nhân có thể hạ gục ông ta trong nháy mắt. Nếu như gặp phải Thánh quân thực sự, cho dù có áo giáp vảy rồng, chỉ e người cũng không thắng dễ dàng như vậy. Nghe Tiểu Mạch giải thích cặn kẽ, Vân Lạc Phong mới bừng tỉnh hiểu ra. Thánh quân cao hơn thánh tôn rất nhiều, cho dù có được áo giáp vảy rồng, nàng cũng không thể nào một đấm hạ gục đối phương trong nháy mắt. Người giết cha và đệ đệ ta. Tô Tuấn quay đầu, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay đâm chết người hồng xả hận này. Tiểu thụ chớp đôi mắt nhỏ, gương mặt đáng yêu của bé nhìn Vân Lạc Phong, con có thể giết tên đó không? bé nói rất nhẹ nhàng, giống như ngày thường bắt chuyện với người ta vậy. Giống như nói con có thể ăn cơm không? Những chuyện này cứ giao cho Vân Dực xử lý. Vân Lạc Phong nắm tay tiểu thụ, chỉ cần môn chủ của Huyền Thanh môn không còn, những kẻ khác chẳng có gì để uy hiếp. Bất thình lình, Tô Tuấn cảm nhận được gì đó, cơ thể gã đột ngột cứng đờ. Gã kích động ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm phía trước, vô số cánh hoa trắng rơi từ trên không xuống, một đám nữ tử mặc y phục màu trắng, búi tóc nha hoàn theo sau. Người dẫn đầu bọn họ là một nữ nhân cũng mặc y phục màu trắng. Chương 1497, Huyền Thanh môn tận thế 9. Edit, Sahara nữ tử kia hoàn toàn khác xa với đám nha hoàn phía sau, nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, tựa như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian, ngạo nghễ đứng thẳng giữa hư không. Tần Nguyệt đại nhân, Tô Tuấn kích động hét lớn, chỉ thiếu nước khua tay múa chân mà thôi, hắn hung tợn trừng mắt với Vân Lạc Phong một cái, lộ ra vẻ mặt đắc ý, người của thánh nữ tộc tới rồi, để ta xem ngươi làm sao mà tiếp tục kiêu ngạo. Tần Nguyệt giữ nguyên vẻ mặt vô cảm đáp xuống từ hư không, ta áo trắng tinh của nàng ta rất dài, kéo lê trên mặt đất, tóc đen như thác nước dài đến tận eo. Xem ra ta tới không đúng lúc. Nữ tử kia nhìn xác chết và máu tươi chảy đầy trên đất thì khẽ nhíu mày liễu, thần sắc cao ngạo càng thêm mất kiên nhẫn, "Tô Tuấn, ta phụ mệnh tộc trưởng đến đây, tìm ngươi để điều tra chút chuyện, rốt cuộc là kẻ nào bắt cóc truyền nhân của tộc ta?" Thần sắc Tô Tuấn càng thêm kích động, hắn càng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, chính là nữ nhân này là ả à đã bắt cóc tiểu bạch còn lấy danh nghĩa sư phụ của tiểu bạch để ép tiểu bạch lấy người mà nàng không yêu tần nguyệt đại nhân người nhất định phải cứu tiểu bạch nghe tô tuấn xưng hô thân mật như vậy với lâm nhược bạch mày liễu của tần nguyệt càng nhíu chặt hơn đáy mắt cũng tăng thêm sự mất kiên nhẫn người nói là ả à ta đã bắt cóc truyền nhân của tộc ta tần nguyệt nhìn về phía vân lạc phong hơi hất cằm một chút để lộ bản sắc kiêu ngạo của người thánh nữ tộc tô tuấn người đem tình hình cụ thể nói rõ hết với ta ta mới có thể đưa ra quyết định chuyện là như vậy. Tô Tuấn hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Ngày đó, ta nhìn thấy một mình Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm trong rừng, cho nên mới ra tay cứu nàng. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tiểu Bạch lại có thể xuất hiện ở một nơi nguy hiểm như vậy, mà lại chỉ có một mình nữa chứ? Sau đó nàng mới nói cho ta biết, là chính sư phụ của nàng đã ném nàng vào rừng, để nàng làm mồi cho xài lang hổ báo. Tô Tuấn nói với vẻ mặt hung tợn, ta không ngờ, trên đời này lại có một người sư phụ tàn nhẫn đến như vậy ta thấy tiểu bạch không có nơi nào để đi nên đã thu nhận nàng ai biết ngày vui quá ngắn ngủi sư phụ của tiểu bạch đột nhiên tìm tới cửa không biết à ta làm sao mà biết được quan hệ giữa tiểu bạch và thánh nữ tộc sau khi bắt được tiểu bạch à liền không từ thủ đoạn ép tiểu bạch gả cho người nàng không yêu tần nguyệt đại nhân trong một năm qua ta và tiểu bạch đã sớm lưỡng tình tương duyệt nàng từng nói ngoại trừ ta ra thì nàng thà chết cũng không gả cho nam nhân khác vì vậy ta hoài nghi tiểu bạch đã gặp điều bất chắc Tô Tuấn khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nếu Tiểu Bạch thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, thì dù có tan xương nát thịt, ta cũng tuyệt đối không tha cho kẻ đã làm hại nàng. Lưỡng tình tương duyệt, cả hai bên đều có tình ý với nhau. Bất chắc, chuyện không may, nguy hiểm. Lời này quả là đủ tình sâu nghĩa nặng, ngay cả Tô Tuấn cũng thấy cảm động bởi lời nói của mình. Hắn tin tưởng, Tần Nguyệt cũng sẽ bị hắn làm cảm động. Vì thế, sau khi nói xong, hắn khẽ liếc mắt quan sát thái độ của Tần Nguyệt nhưng lại phát hiện vẻ mặt của tần nguyệt vẫn lạnh băng như cũ tần nguyệt đại nhân tô tuấn hơi có chút thấp thỏm bất an mà gọi một tiếng tần nguyệt không trả lời tô tuấn đôi mắt xinh đẹp trước sau vẫn nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ khuynh thành đang khoang tay đứng ở chỗ kia sau đó cất giọng lạnh băng không có chút độ ấm truyền nhân của tộc ta ở đâu lời của tô tuấn có phải thật không thánh nữ tộc có thể truyền thừa đến tận ngày nay đã đủ để chứng minh bọn họ không phải là kẻ ngu ngốc dễ dàng tin vào lời nói của một phía vì thế, việc cấp bách nhất hiện tại là phải tìm được Lâm Nhược Bạch, rồi mới hỏi rõ Lâm Nhược Bạch xem chân tướng mọi chuyện là thế nào. Nếu mọi chuyện quả thật như lời Tô Tuấn nói, nữ nhân này dám đối xử với truyền nhân của thánh nữ tộc như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ả ta. Con bé tạm thời không cách nào xuất hiện được. Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng. Chương 1498, Huyền Thanh môn tận thế, 10. Edit, Sahara Tô Tuấn nở nụ cười đắc ý tràn trề, nhưng ngay sau đó lại sợ người của thánh nữ tộc phát hiện ra vẻ vui sướng của mình liền thu liễm lại ý cười trên mặt dùng giọng điệu nôn nóng mà nói người nói tiểu bạch không thể xuất hiện là có ý gì ta đã biết mà người nhất định là đã hạ độc thủ với tiểu bạch vân lạc phong nước ánh mắt lạnh căm về phía tô tuấn cái liếc mắt này khiến cả người tô tuấn run lên trong lòng cảm thấy rét lạnh khó hiểu tần nguyệt khẽ cau mày lạnh lùng nhìn vân lạc phong ta hy vọng ngươi lập tức để truyền nhân của tộc ta xuất hiện bằng không ta sẽ tin lời tô tuấn nói rằng ngươi đã hạ độc thủ với truyền nhân của tộc ta kỳ thực để lâm nhược bạch xuất hiện không phải việc gì khó chỉ là lâm nhược bạch hiện đang ngủ say để lâm nhược bạch xuất hiện trong tình trạng này so với việc không xuất hiện cũng chẳng có gì khác nhau ta đã nói tiểu bạch tạm thời chưa thể xuất hiện nếu ngươi có thể nhẫn nại thì đợi thêm một thời gian nữa bằng không ta cũng không còn cách nào khác đối diện với người của thánh nữ tộc mà vân lạc phong vẫn ôm thái độ tùy hứng như cũ điều này khiến cho sắc mặt đối phương lập tức đen lại bao nhiêu năm qua chưa có người nào dám tỏ vẻ kiêu căng phách lối như vậy trước mặt tần nguyệt vậy mà nữ nhân trước mặt này lại dám không để người của thánh nữ tộc trong mắt nếu ngươi không thả truyền nhân của tộc ta ra vậy thì đừng trách sao ta không khách sáo đáy mắt tần nguyệt lộ ra tia hàn quang lạnh giọng ra lệnh bắt ả à lại cho ta dạ nghe lệnh đám nha hoàn kia liền xông lên bao vây vân lạc phong dưới sự bao vây của người thánh nữ tộc vân lạc phong hơi cho mày một chút nàng dắt tay tiểu thụ trong mắt lại chẳng có một chút sợ hãi nào chủ nhân người đừng cứng đối cứng với người của thánh nữ tộc sẽ chỉ chuốc lấy thiệt thòi thôi từ trong linh hồn bỗng vang lên giọng nói nôn nóng của bích tiêu tiểu thụ đại nhân tuy rằng rất mạnh nhưng người của thánh nữ tộc lại có bảo vật có thể chấn áp được thụ nhân chính vì có bảo vật như vậy nên thánh nữ tộc mới có thể điều khiển được thụ nhân nội tâm vân lạc phong hơi trầm xuống chủ nhân thấy vân lạc phong không nghe lọt tai lời khuyên của mình bích tiêu tức đến dậm chân người tạm thời hãy rời khỏi đây trước đi đợi tiểu bạch đại nhân tỉnh lại rồi thì có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với thánh nữ tộc sở dĩ bích tiêu không sớm nói những lời này đó là vì lúc ấy nàng đang bị tô tuấn dọa cho ngẩn người nàng chưa từng gặp một nhân loại nào lại âm hiểm xảo trá đến mức độ như vậy hắn ta dám tuyên bố hắn cùng truyền nhân của thánh nữ tộc là lưỡng tình tương duyệt còn dám nói chủ nhân đã giết chết tiểu bạch đại nhân rõ ràng là tiểu bạch đại nhân dùng linh hồn quả xong rồi mới rơi vào giấc ngủ say nhưng bây giờ có để tiểu bạch đại nhân xuất hiện thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không tin tiểu bạch đại nhân ngủ say là do ăn linh hồn quả, mà chỉ cho là do chủ nhân đã hạ độc tiểu bạch đại nhân. Người ăn linh hồn quả ngoại trừ hôn mê ra, thì không có xuất hiện bất kỳ tình trạng khác thường nào nữa, trong thánh nữ tộc lại không có y sư giỏi, thì làm sao kết luận được tiểu bạch đại nhân hôn mê là do nguyên nhân gì? Bích tiêu, sao ngươi không đi giúp chủ nhân? Hòa hòa cũng rất sốt ruột, vội vàng hỏi. Bích tiêu lắc lắc đầu cười khổ, ta không có cách nào rời. Khỏi nơi này được bằng không ta đã có thể nói rõ mọi chuyện với người thánh nữ tộc rồi nếu không phải như vậy thì nàng cần gì lo lắng như hiện giờ vân lạc phong nghe xong lời nói của bích tiêu liền quét mắt nhìn đám người thánh nữ tộc trước mặt thần sắc nàng chưa bao giờ có vẻ nặng nề như lúc này thời gian đã hết long lân giáp trên người vân lạc phong đã sớm biến mất nếu muốn triệu hồi long lân giáp ra lần nữa thì phải đợi sau khi không gian thần điển khôi phục đầy đủ linh khí tuy nhiên nhìn người thánh nữ tộc đang đứng đầy trời nàng muốn an toàn chạy thoát Ê e là không dễ như vậy. Chương 1499, Huyền Thanh môn tận thế 11. Edit, Sahara trên bầu trời, nha hoàn thánh nữ tộc lao xuống, những kẻ đứng trên mặt đất cũng bắt đầu triển khai công kích với Vân Lạc Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thụ nở nụ cười sáng ngời, mẫu thân, những kẻ này cứ giao cho con đi. Vụt vụt, tức thì, từ mặt đất xung quanh tiểu thụ bỗng mọc lên vô số dây đằng, những sợi mạn đằng kia lao thẳng đến, quấn quanh thân đám nha hoàn thánh nữ tộc siết chặt thân thể bọn họ đến mức khiến họ gần như không thở nổi. Tô Tuấn bị dọa cho choáng váng, hắn chưa bao giờ ngờ tới, đứa bé trai bên cạnh Vân Lạc Phong lại có thực lực mạnh đến như vậy. Thụ nhân, tần Nguyệt kinh ngạc không thôi, không ngờ ngươi cũng sở hữu một thụ nhân. Thụ nhân hoàn toàn không giống linh thú, một thân cây vô tri vô giác cần tu luyện rất nhiều, rất nhiều năm mới có thể có được ý thức như con người. Đặc biệt là thụ nhân còn có thể hóa hình người, quả thật là ngàn dặm mới tìm được một. Cây sinh mệnh của thánh nữ tộc rất cường đại. Đáng tiếc, dù cây sinh mệnh đã tu luyện được thành hình người, nhưng lại bị hạn chế, chỉ có thể ở trong thân cây, không giống như tiểu thụ có thể dùng hình người để hành tẩu bên ngoài. Hành tẩu, đi lại. VD, hành tẩu giang hồ, đi lại trong giang hồ. Vì thế, vừa biết tiểu thụ là thụ nhân, đáy mắt Tần Nguyệt liền xẹt qua một tia tham lam. Các ngươi dừng tay lại cho ta. Tần Nguyệt phất phất tay, hạ lệnh cho đám nha hoàn ngừng tấn công Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói, ngươi không phải nhân loại, không phải linh thú. Mà là một cái cây hóa hình người, đúng không?" Tiểu Thụ hừ một tiếng, hiển nhiên là không hề có hảo cảm đối với nữ nhân trước mặt này. "Đi theo ta, như thế nào?" Tần Nguyệt tận lực để bản thân nở nụ cười, nhưng giọng điệu thì vẫn mang vẻ cao ngạo lạnh lùng, ngạo nghễ hơn người, chỉ có đi theo thánh nữ tộc chúng ta, ngươi mới có thể phát huy hết tác dụng chân chính của ngươi. Ý chính là, một bảo vật như tiểu thụ mà ở trong tay Vân Lạc Phong thì chỉ lãng phí mà thôi. "Gì này, gì lớn lên xấu xí như thế, tại sao ta phải đi theo gì?" Tiểu Thụ nở nụ cười với vẻ mặt ngây thơ trong sáng, cất giọng nói non nớt mềm mại. Tần Nguyệt biến sắc, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, "Hừ, hôm nay ngươi muốn không đi theo ta cũng không được." Tần Nguyệt nàng tốt xấu gì cũng là đệ nhất mỹ nhân thánh nữ tộc, vậy mà thằng nhãi này lại dám nói nàng xấu xí. "Xa, thế quái nào mà nhiều đệ nhất mỹ nhân thế không biết? Rau cải trắng ngoài chợ à?" Làm sao nàng có thể nuốt trôi cơn giận này? "Vậy cùng phải nhìn xem ngươi có cái bản lĩnh này không?" nụ cười của tiểu thụ vẫn sáng ngời như cũ, dường như đây chỉ là một chuyện dâu ria. Nếu ngươi là linh thú, hay là con người, thì có lẽ ta còn không biết làm sao để thu phục ngươi. Thế nhưng, Tần Nguyệt cười, nụ cười này không có cao ngạo như trước, mà ngược lại, nó mang theo mấy phần tự tin nhất định phải chiếm được, ngươi chỉ là một thụ nhân mà thôi. Ngoại trừ cây sinh mệnh của thánh nữ tộc, ra thì vẫn còn rất nhiều thụ nhân khác tồn tại, số thụ nhân này vô cùng cao ngạo, đều không muốn thần phục con người. Tuy nhiên, người của thánh nữ tộc lại có thể hàng phục được rất nhiều thụ nhân, nếu họ không có phương pháp hữu dụng, thì sao có thể làm được? Dứt lời, Tần Nguyệt lấy từ trong người ra một chiếc roi dài màu xanh biếc, chiếc roi này được làm ra là để chuyên dùng chấn áp thụ nhân, trên thân roi tản mắt ra uy áp cường đại vô cùng. Khuôn, mặt của tiểu thụ vốn dĩ đang phủ đầy nét ngây thơ, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc roi mà Tần Nguyệt vừa lấy ra thì bỗng trở nên tái nhợt, giọng nói non nớt lúc này ẩn đầy phẫn nộ và sát khí. Chiếc roi này, từ đâu mà ngươi có, đây là lần đầu tiên vân lạc phong nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thụ cho nên có hơi kinh ngạc nàng quay đầu lại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của tiểu thụ tiểu thụ siết chặt nắm đấm cả người run rẩy thấy tần nguyệt không chịu trả lời câu hỏi của mình hắn lại tăng thêm âm lượng quát lên một tiếng chói tai nói rốt cuộc thì ngươi lấy ở đâu ra chiếc roi này